thường tham ăn tham mê còn xem mấy những điều học là quy chánh xa sẽ nói dối sura mê ra yamai chập qua mai đất thai nam quê là mạnh y sẽ có bất năng tham ăn giao mê còn xem mấy những điều học là quy chánh xa sẽ dễ vui thưa và cách chắc sai Banati bata quê ramani sikha badang samadhiyami con xin văn giữ đều học là cõi thanh xa sự sắc sanh aninadana quê ramani sikha badang samadhiyami con xin văn giữ đều học là cõi thanh xa sự trộm cắp kame sumicha chara quê ramani sikha badang samadhiyami con xin văn giữ đều học là cõi thanh xa sự tà dâm musa wada quê ra ma đi sikha ba đăng sa ma đi ya mi con xin văn giữ đều học là cõi thanh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha pa ma đa tha na quê ra ma đi sikha ba đăng sa ma đi ya mi con xin văn giữ đều học là cõi thanh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đi mai ni ban cha sẽ tham bận đã ni sợ tu cần cần tua ngập ba mai đề lên ni cha cả lăng samarak thì tập bằng khi Phật tử sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nghe tâm bảo rồi phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui a ma phần tê và chúng con xin vâng Sile na sukatin yon ti, sile na po katam badan, sile na niputin yon ti tasmai, silang so thác yên. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát trong niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thay Uttamang ghe đá quanh đề hăng ba đá bành xùm qua rút ta măng vuốt thế vô ca li tô đô sô vuốt thô khamatu tăng ma măng con đem hết lòng thanh kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đảng chí tôn các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con Uttamang ghe na quanh đề hăng thầm măng cha đu vi thầm quá răng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô khamatu tăng ma măng con đem hết lòng thanh kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin bảo xa tội lỗi ấy cho con Uttamang ghe na quanh đề hăng sang khanh cha đu vi thô ta măng sang khê vô ca li tô đô sô sang khô khamatu tăng ma măng con xin hết lòng thanh kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo xin tăng bảo tội lỗi ấy cho con và con kính nhân biết lại kính thưa thầy và chúc phúc cho hữu chúng con. Suvathanatho subhito roputaka sanero vô subhito isa sabbe nyati pisa thalatham subhita vuruna buntasa sanero ga subhita oi sa sabbe nyati pisa thalatham subhita vuruna buntasa sanero ga subhita oi sa sabbe
Hị nhà tị huyên tổ, xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thay. A ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca buồn nhang no a nu mô đăng tu chi răng thắc khăn tu sa sa năng. A ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca buồn nhang no a nu mô đăng tu chi răng thắc khăn tu rát tha khê. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca buồn nhang no a nu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu na cha yô. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca buồn nhang no a nu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu pa ni no. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca buồn nhang no a nu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mỗi đẹp. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh thân ngõ hầu siêu sanh. Dân kinh chi khu sa la cầm măng cát ta bằng ki thi dân ma ma ca ye na wa cha ma na cha đi đa se gut gu ga tăng ca tăng ye sát ta sanh đi no a thi ye sát ta a sanh đi no ca tăng buồn nhằng phá lăng mây hằng sắp bê pa ghi pa quan tu te ye tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng buồn nhằng phá lăng Maya ye cha tan ta na cha nan ti de qua gần to qua ni quê đa yum sắp bê lô ca hi ye sắt ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma măng ngu pha phô gia năng sắp bê la phăng tu ma ma se sa ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng. Cùng trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chữ thiên phạm thiên cùng là bất trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồn dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày. Lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung. Hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khang. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thầu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô na ta nhằng hồn tú su khi ta hồn tú na ta yô. Y đằng vô na ta nằng hồn tú su khi ta hồn tú na ta yô. Y đằng vô na ti nằng hồn tú su khi ta hồn tú na ta yô. Do sự báo mà chúng con đã tụng kinh hôm nay trong sạch tầm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hàng được an. Dạ. Y đằng quá tà mê nhằng a ca sa ya quá hằng hồn tu a na gắt tà. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi trong ngày vị lai. Dạ nam mô Bụt Tha giá. Dạ. Nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Con thay mặt cho tất cả thiện nam tín nữ, lời đầu tiên của chúng con muốn nói là con kính rất là tri ân ngài đã thay mặt cho đại đức tăng Tiền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và đã chứng minh cho chúng con đã tụng kinh Tam Bảo.
và chúng con không có quên là cứ thượng ngưỡng cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho Ngài an khang sức khỏe dồi dào và để dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Dạ, do cái phần phước mà Tâm Phương tụng kinh Thầy Bà Xin Giới hôm nay là chúng ta cùng hưởng đồng đều và chia phước đến cho tất cả các gia đình mà cũng đã bị cái con virus corona để được an vui sức khỏe. Dạ, con xin dứt lời và con xin mít lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời chị Nhật Quỳnh nhận mít ạ. Sa thú, kính cảm ơn Tâm Hương. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ. Quý bà, quý cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin sám hối, con thấy đồng hồ đã trễ hết 4 phút rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng lãnh lễ cùng thỉnh Ngài Trị Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thủ lành thai con kính dân Bích đến Ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sân Khai giá. Trước tiên kính lễ chư tôn trình Đức Tăng trong những niên đêm chúng tôi có kính chào quý ni sư quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu trí thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được cảm ơn ơn đức Tam Bảo. Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Hà Ra Tu Tham Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Hà Ra Tu Tham Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Hà Ra Tu Tham Ma Sám Bồ Tát Sa. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn kỳ đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ là quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn kỳ đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ là quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn kỳ đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ là quần sinh. Tăng Araha di cô na sang vô tăng bụt đăng si la sa nam ma mi tăng cha bụt đăng hi mê hi sat ta re hi a pi pu chế gia mi hồng nhất phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến kỳ minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chi bày chân tâm vô thượng sĩ phát thân tình diệu bậc trùng phu đều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng gia lành phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Tăng Soa Kha Ta Di Cô Na Sang Yo Tăng Tham Mang Sư La Sa Nam Ma Vi Tăng Cha Tham Mang I Me Hi Sắc Ca Re Hi A Pung Cha Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Kiểu Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Ma Đại Ngộ Hoặc Nhân Liệu Tường Đạo Vô Thượng Đến Rồi Thấy Rõ Hương Thượng Tâm Thoát Ngộ Vòng Trần Kỹ nhân từ ngồi dạ chân, diệu thường tịnh lạc, pháp văn diệu màu. Tân sân kha ta, di cô nạc sân vô tân sân khân, si la sa nam ma mi tân, cha sân khân nghi mê, hi sạc ta rê, hi a phi pu. Chế gia mi, bậc diệu hành, thinh văn thích tử, bậc trực hành, pháp lữ thiền gia, bậc như lý hành tân già, bậc chân danh hành, dưới tòa thế tôn. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng để đức Phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kinh lễ một niệm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian rất tình ái tế giá sắc quan đa mỹ do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, không biết cái thời gian sinh hoạt của chúng ta có còn như cũ hay không. Có nghĩa là từ 4
giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi hay là 4 giờ rưỡi đến 5 giờ. Thường thường thì khoảng này chúng ta sinh hoạt tùy duyên, nhưng mà theo sự yêu cầu tới 5 giờ ha. Theo sự yêu cầu thì bây giờ chúng ta ôn lại một số bài kinh mà chúng ta thường tụng, nhất là Kinh Tâm Bảo, Thọ Trì Quy Giới, hoặc là Kinh Hồi Hướng vân vân, hoặc là Tịnh Pháp Sư. Thì những bài kinh mà quý vị thường tụng hàng ngày khi đến với đạo tràng, để đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Thì hôm trước trong cái bài Thỉnh Chư Thiên thì chúng ta mới học có hai câu đầu, nhưng mà hai câu của chúng ta học cũng chưa xong nữa. Bây giờ trong thời gian nửa tiếng đồng hồ ha, chúng ta tranh thủ vậy thì bây giờ ở đây không nói lên cái vấn đề tự vận, mà chỉ nói lên cái vấn đề giọng đọc sao để cho chúng ta được ổn định ha. Chúng ta ổn định trong cái giọng đọc, và chúng ta đọc chúng ta biết rằng đúng và sai ha. Đó là cái điều quan trọng nhất, là một cuộc lễ trang nghiêm thì chúng ta có thỉnh chư thiền, mà khi thỉnh chư thiền thì chúng ta phải đọc sao cho nó ổn định, cho nó đúng, chứ không phải thỉnh chư thiền rồi cái chúng ta coi như là muốn đọc sao là đọc không được ha. Ai chị Tâm Phương bắt tay xuống nha. Bởi vì khi tụng kinh xong rồi còn để bàn tay, đó là một sự trở ngại. Rồi bây giờ quý vị cố gắng, chúng ta tranh thủ nha. Chúng ta xin ra đọc trước 3 lần, rồi quý vị hoan hỷ đọc theo, để rồi chúng ta giải quyết xong cái bài này. Cố gắng trong ngày hôm nay ha. Sắc đề ca mê cha ru bê ki ri si ka ra ta te chan ta li ke vi ma ne đi bê ra thê cha ga mê ta lu wa na ga ne ge ha wa thum mi khe te. Chúng ta xin đọc lại. Sắc đề ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li kê vi ma nê đề bê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghe a wa thum mi khe tê. Sắc đề ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li kê vi ma nê đề bê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghe ha wa thum mi khe tê. Trong giọng đọc quý vị chú ý trường âm và đoạn âm. Ở đây chúng ta không có phân tích nữa, bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều, mong quý vị thông cảm ha. Rồi mời bàn tay của quý vị, chúng ta đọc thông suốt hai câu này, rồi chúng ta sẽ học hai câu tiếp. Rồi bây giờ xin mời quý vị ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu tại thời gian không có bao nhiêu. Mà con thấy chưa có ai đưa tay nên con xin đọc trước. Dạ, rồi tới Kim Nhung, rồi tới Chitterman. Dạ, cứ tự nhiên đưa bàn tay lên đi quý vị, nhiệt đồng Nhật Quỳnh đọc nhanh thôi. Dạ, để cho quý vị, đáng lẽ để quý vị đọc trước, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy không có ai đưa tay. Dạ.
sắp ghê ca mê cha rụ bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lịch khê quý mạ nê đi bê sa thê cha gà mê ta ru qua na gà ha nê ghê ha qua thùm mi khê tê sắp ghê ca mê cha rụ bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lịch khê quý mạ nê đi bê sa thê cha gà mê Taruwanagahane gay hawa thum mi khete sap gay kame cha ru be giri si kharata te chan ta lik khe vi ma ne đi be sa the cha ga me taruwanagahane gay hawa thum mi khete mô bích thai á dạ con có đọc sai ngài chỉ dạy cho con sửa dạ alo ạ dạ cảm ơn chị Như Quỳnh dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo con kính lễ ngài Chí Đức con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng con xin đọc hai câu sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lích khê quy mà để tề cha gà mẹ ta ba na gà ha nề gề ha wa thầm hi khê tề sắc gề ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lích khê quy mà nê đi bê rát tê cha gà mẹ ta ru va na ga ha ne ge dạ Nam Mô Bích Tha dạ dạ con xin đọc lại vậy. Sắc ghê ca mê cha ru bê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khe quy ma nê đi bê rắc thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha qua thum hi khe tê sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê quy ma nê đi bê rắc thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha qua thum hi khê tê sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê quy ma nê đi bê rắc thê cha gà mê ta ru qua na gà ha nê ghê ha quát thùm hi khê tê dạ con đã đọc xong con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ dạ thưa cho con xin được đọc sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chăm ta lít khê quy mà nê đi bê rắc thê cha gà mê
Taruvanagahane ghe hapak thum hi khet te phum ma cha yang tu đề và ê tới đó hết rồi dạ sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chăm ta lít kê vi ma nê đi bê rắc thê cha gà mê ta ru va na ga ha nê ghê ha bắc thâm hi khét tê sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chăm ta lít kê vi ma nê đi bê rắc thề cha gà mê ta ru va na ga ha nê ghê a vách thâm hi khét tê. Dạ con xin hết. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ sư Trí Đức, con kính lĩnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng và con xin đọc câu cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Sích Mê Ta, cảm ơn Sích Nhật Quỳnh cho biết âm thanh rõ. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si ca ra ta tê chan ta lít khê vi ma nê đi bê rắc thê cha gà mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha vắc thầm hi khét tê. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si ca ra ta tê chan ta lít khê vi ma nê đi bê rắc thề cha gà mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha vắc thầm hi khét tê. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Thấy bàn tay của huynh Chánh Tâm. Dạ xin mời huynh ạ. Dạ, con xin kính đánh lễ sư và con kính đánh lễ các cô tu nữ. Và con xin kính chào đạo tràng và con xin đọc Sake ka me cha upe ikishika ga ta te chenta like vimane tipigathe cha gami taruvana ga hane vihavat thum hi kek thế sa gì ca mê cha rupe yukisika ga ta te chan ta li ke vi mane dibiga te cha ga me ta vu va na ga ha ne ki ha vat thum hi khek te. Dạ con có gì đọc sai xin sư sửa giùm cho con. Con xin xuống mic là con xin cảm ơn. Sa thú huynh Chánh Tâm, huynh là người mới mà cái giọng đọc của huynh trôi chảy như vậy là tiến bộ lắm rồi. Còn đúng sai không quan trọng ha, mà cái tinh thần học huynh Chánh Tâm rất là hoan hỷ. Từ từ rồi chúng ta sẽ tiếp thu và cái giọng đọc của chúng ta sẽ nhường nhuyễn. Trong khi đó những vị mà đến trước chúng ta, ví dụ như vừa rồi xin niệm từ ghê ha quát thum hi, nhưng mà chữ thum này thì xin niệm từ đọc thành ra chữ gì á, chứ không phải chữ thum hi ha. Xin niệm từ chú ý chỗ này ha, chữ thâm ha, rồi có lý đó, xin niệm từ nên chỉnh lại nha. Rồi Sích Tâm Phương ha, Sích Tâm Phương thì chữ khê tê, đọc là chữ khê tê ha. Chữ khê tê mà đọc là khê tê ha, đó là Sích Tâm Phương. Còn Sích Kim Nhung ha, cái đường truyền nó không được ổn định ha. Thì, nhưng mà cái tinh thần học hỏi của quý vị thì chúng tôi rất là quan hệ. Ở đây không có chỉ định người nào, nhưng mà quý vị đưa tay tự nguyện, đó là một điều mà chúng tôi rất là quan hệ.
Bây giờ ở đây chúng ta chỉ ôn lại, nhưng mà khi ôn lại thì chúng ta phải nhìn vô mặt chữ, nhìn vô mặt chữ chứ không phải là chúng ta đọc thuộc lòng. Quý vị đọc thuộc lòng là một chuyện riêng, còn ở đây ôn lại tức là quý vị phải nhìn vô mặt chữ mà đọc cho nó đúng. Cái điều quan trọng là như vậy. Chúng ta sẽ đọc lại và qua phần khác bởi vì thời gian không còn nhiều. Sắc ghê ca mê cha rù bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khe quý ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta rù wa na ga ha nê ghê ha wa thùm hi khe tê sắc ghê ca mê cha rù bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khe quý ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta rù wa na ha nê ghê ha wa thùm hi khe tê. Đọc lại một lần nữa nha. Sắc ghê ca mê cha rù bê ghê rê sê ca ra ta tê chan ta lý kê quý ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta rù quá na ca ha nê ghê ha quá thùm hi khê tê. Bây giờ tiếp hai câu sau ha. Cùng ma cha danh tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ca gần thấp ba na ga cùng ma cha danh tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ca gần thấp ba na ga cùng ma cha danh tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ca gần thấp ba na ga. Ok, tích thành ta sanh tế kệ yang mu ni hoa ra hoa cha năng sa tha u mê su năng tu tích thần ta sanh tế kệ yang mu ni hoa ra hoa cha năng sa tha u mê su năng tu tích thần ta sanh tế kệ yang mu ni hoa ra hoa cha năng sa tha u mê su năng tu. Bây giờ ôn lại hai câu ha. Cùng ma cha danh tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ca gần thấp ba na ga tê thành ta sanh tế kệ yang mu ni hoa ra hoa cha năng sa tha vô mê su năng tu cùng ma cha danh tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ca gần thấp ba na ga tên thanh ta sanh tế kệ yang mu ni hoa ra hoa cha năng sa bồ mê su năng tu. Rồi xin mời bàn tay của quý vị hai câu sau. Dạ, cho con xin phép ăn gian, con đọc luôn câu trước luôn. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lít khê quý ma nê đi bê rác thê cha gà mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha vắc thâm hi khách tê vô ma cha dăng tu đê và cha la tha la vi sa mê yak kha găng thấp ba na ga tít thằng ta sang tí kệ bằng. Dạ, rồi con xin đọc lố chưa đi qua ra chan xà tha vô mê su năng tu phùm ma cha dằn tu đề và cha la tha la vi sa mê yak tha gần thấp ba na ga tích thằng ta sang tí kệ dằn
Muniwarawachanang sa tha vô mê su nam tu. Dạ con xin sư sửa bài, con cảm ơn sư. Dạ con xin đọc câu thứ nhì. Bâm ma cha yan tu đề qua cha la tha la vi sa mê khắc khắc gần thấp ba na ga tít thành ta sanh tí khê yang muni qua ra quát cha năng sa tha yô mê su nan tu bâm ma cha yan tu đề qua cha la tha la vi sa mê yak kha gần tháp ba na ga ti thành ta sanh ti khe yang muni qua ra quát cha năng cha thao yô mê su nan tu bâm ma cha yan tu đề qua cha la tha la vi sa mê yak kha gần tháp ba na ga ti thành ta sanh ti khe yang muni qua ra quát cha năng cha thao yô mê su nan tu. Dạ con xin nhận biết lại cho vị kế tiếp. Alo, alo, dạ con xin đọc. Dạ, mình cảm ơn chị Tâm Phương và Nguyễn ạ. Dạ, con xin đọc và cô hai ạ. Phâm ma cha giàn tu đề hoa cha la tha la quy sa mê giác kha gan tháp ba na ga tít tan ta sang ti kê muni wara wa cha nang sa tha vô mê su nan tu phâm ma cha gian tu đề wa cha la tha la quy sa mê giác kha gan tháp ba na ga tít tan ta sang ti kê yang muni wara wa cha nang sa tha vô mê su nan tu phâm ma cha yan tu đề wa cha la tha la vi sa mê giác kha gan tháp ba na ga tít tan ta sang ti kê yang muni wara wa cha nang sa tha vô mê nan tu. Dạ con xin xuống mic, con đã đọc xong, cảm ơn chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ em con kính chào sư. Sa thủ sa thủ thần học hỏi của quý vị. Đưa lên một lần hai câu, bởi vì đây là một bài khó. Nếu mà chúng ta đưa lên một lần bốn câu thì nó sẽ bị rối đi. Đưa lên hai câu để cho quý vị có sự chú tâm nhìn vào đó. Chúng ta học thuộc lòng là một chuyện riêng, nhưng mà ở đây chúng ta phải nhìn vô mặt chữ để đọc cho nó đúng. Mà đọc ở đây tức là chúng ta sửa lại những cái gì mà chúng ta đã quen đọc mà đọc sai. Quý vị chú ý, thời gian bây giờ cũng đã 5 giờ, nhưng mà huynh pháp hữu không biết đến trong giờ phút nào. Cho nên cái thời gian quý vị thấy rằng rất là hạn hẹp. Cho nên khi quý vị đến với cái thời gian này thì quý vị hãy nhìn vào mặt chữ để chúng ta nhận định nó là trường âm hay đoạn âm. Và chúng ta sửa lại cái giọng đọc của chúng ta. Dù rằng cái bài này chúng ta đã thuộc, nhưng mà vì đọc theo thói quen cho nên quý vị lướt qua. Bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ lại bài giọng đọc của chúng ta cho ổn định ha. Thì bây giờ trong thời gian Huỳnh Pháp Hữu chưa đến thì chúng ta xin ôn lại bốn câu này ha. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khe vi ma nê đi bê rắc thê cha ga mê ta ru va na ga ha nê ghê ha wa thum mê khe
Te phum ma cha yan tu de wa chan la than la vi sam me yak kha gan thap ma na ga tit thần ta san tiết kệ yằng mu ni hoa ra hoa cha năng sa tháp vô mê xuống năng tu sắc ghê ca mê cha ru bê ghê đê si kha ra ta tê chan ta li kê vi ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru hoa na ga hạ nê ghê ha hoa thum hi khe te phum ma cha yan tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak kha gan thap ba na ga tít thần ta san tít kê ye hoa ra hoa cha năng sa tha vô mê su nam tu. À, như vậy thì trên dòng đọc quý vị quan hỷ ha. Rồi bây giờ thời gian còn lại là thời gian của huynh pháp hữu. À, mến chào huynh pháp hữu và đến với pháp hội. Rồi bây giờ mời sinh nhật huynh ha. Alo. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy cho chúng con học bài thỉnh pháp sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nhật Quỳnh kính chào huynh pháp hữu, cùng với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị, cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được huynh pháp hữu chia sẻ Phật Pháp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma Chaloka Thibati Sahambati Katan Chaliyan Thivarang Ayachata Santi Thasattap Barachap Khachatika Deshe Tu Thammang Anu Cam bi măng ba chăng sa tham a phê rim vi na yan cha ca yang so tan a phi tham ma cham măng a cơ ta yên tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ than ai ye ba đi xa dạ mặt chê ê quan sa hâm bà tỳ râm ma phà ga quanh tăng hà gia cha thà tuấn hi quê na tăng bút tho cà ruột nhai na thì qua xa già tánh ha bút tha già bà nay na mì ga đa văn ta tô ga tô bánh cha quát cha đa vô nay dê à măng ba dê sĩ thăm ma tô ta tô ba phu thì sam bút tho a nu nạp thâm ma đề sa năng ma ga quát sa ni đề say si sa ta nan at tha sik tha căn tệ na sa thu ai giờ phanh tế tệ sê tu thâm ma đề sa năng sa ba di tha ba di sa a nu cam bấm bi ca ta huệ chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng a trổ hòa lành trải tảng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên và ngậm ngùi khẩn khoản
Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu từ bi hoan hỷ đăng đàn để đạo tràng được nghe bài pháp ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quá. Dạ, con kính huynh. Nhật Quỳnh kính nhân bích đến huynh ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ sư Thủy Đức, quý sư Tụng Đức Tăng Ly. Kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Các anh chị có nghe rõ, nghe rõ ràng. Như thường lệ, để trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadeni Svakkato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakkho Sanghaṃ Namāmi. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassāmi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Thì chúng tôi xin bắt đầu buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp sáng hôm nay. Kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày cái chương thứ hai của cuốn sách Tỉnh Thức Đối Diện Bệnh Tật và Cái Chết. Thì chương này, thì cuốn sách này do Analogio viết ra soạn khoảng 3-4 năm trước vậy đó. Và chúng tôi cũng có trình bày một lần năm ngoái, hôm nay thì xin trình bày lại. Cuốn sách gồm có 24 chương. Ngài Analayo chia ra làm hai phần. Phần đầu, 12 chương đầu nói về cái bệnh, và 12 chương sau nói về cái chết. Và cuối cùng thì Ngài có cái phần kết luận và đưa ra các hướng dẫn hành thiền dựa theo cái bài kinh Girima Nanda. Thì cái phần kết luận và hướng dẫn hành thiền này chúng tôi có tóm tắt lại và dịch ra, và có cho ấn tống
vào đầu năm nay và khuếch khởi đi khắp nơi. Thì chúng tôi về Việt Nam vào tháng 2 vừa qua và thấy đây là một cuốn sách cũng quan trọng và có nhiều cái chương, có những cái lời giảng của Đức Phật có ích lợi thực tế cho tất cả mọi người, nhất là trong cái thời gian này chúng ta ai nấy cũng đều quan tâm về bệnh dịch. Thành thử ra nó làm cho mình có thêm những cái ý tưởng, những cái điều để mà mình suy tư và mình áp dụng vào trong ngay trong cái đời sống của mình. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng chúng ta học nhưng mà cần phải hành, chúng ta biết những lời Phật dạy và cần phải biết mình áp dụng như thế nào ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình, chứ không có cần phải nói đâu xa, không có nói về viễn vông ở đâu hết. Ngay những cái vấn đề ngay trong cái đời sống hàng ngày mình áp dụng như thế nào, và nếu mình thấy áp dụng được và có lòng tin, có đem lại sự lợi lạc cho chính mình, thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ có cái lòng tin vững mạnh hơn và tiếp tục đi trên cái con đường tu tập. Thì vừa trong tuần rồi, khi chúng tôi trình bày cái chương đầu tiên, Đức Phật như là một vị y sĩ vô thượng y vương, thì chúng tôi có đề cập đến cái bài kinh đầu tiên ngày giảng cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi ngày thành đạo, ngày đến viện vườn Nai chuyển pháp luân giảng cái bài pháp đầu tiên. Và theo cái cách nhìn của nhiều học giả cũng như của ngài Analayo, thì ngài trong suốt cái thời gian 45 năm hoằng pháp, ngài chỉ dạy chúng sinh như là một vị y sĩ chỉ cho chúng sinh, tức là bệnh nhân chúng ta đang bị bệnh trầm kha đau khổ, cái nguyên nhân của bệnh như thế nào, bệnh nó là gì, tại sao chúng ta bệnh, thấy rõ cái bản chất của cuộc đời là vô thường khổ và vô ngã, và tại sao chúng ta bệnh, tức là nói về cái nguyên nhân, cái sự thật thứ hai trong cái bốn cái sự thật cao quý, đó là cái lòng tham thủ của chúng ta, lòng tham dục, dục tham và hữu ái và phi hữu ái, tức là chúng ta bám chấp vào cái sự hiện hữu cũng như nghịch lại chúng ta lại bám chấp vào sự không hiện hữu, dục ái và phi hữu ái, hữu ái và phi hữu ái. Rồi sau khi chẩn bệnh cho thấy chúng ta bị bệnh và nguyên nhân của bệnh như thế nào, thì vị bác sĩ cao thượng nhất ở trên đời nói rằng cái bệnh này có thể chữa được, chứ không phải là mặc dù bệnh trầm kha nhưng mà không phải là bất trị, có thể chữa được, trạng thái lành mạnh có thể đưa đến cái trạng thái lành mạnh, và cái trạng thái lành mạnh đó là cái sự tự do thoát khỏi mọi ràng buộc, nó là niết bàn, không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì đó là cái mục tiêu chính, mục tiêu đầu chính yếu của mọi người con Phật, mà nhắm tới cái trạng thái đó. Chúng ta có đạt được hay không thì là tùy theo cái sự tinh tấn nỗ lực cũng như những cái nghiệp duyên của mỗi người, nhưng mà cuối cùng rồi đó là cái đích đến, không bao giờ nên quên điều đó. Đó, cái trạng thái lành bệnh, và muốn đạt đến cái trạng thái lành bệnh, tức là muốn khỏi bệnh, muốn đạt tới cái trạng thái tự do không còn tái sinh luân hồi nữa, thì phải theo một cái liều thuốc mà vị y sĩ đã chẩn bệnh đưa ra. Liều thuốc đó gồm 8 vị hay là 8 cái món thuốc mà chúng ta cần phải uống đầy đủ, phải cân bằng với nhau chứ không có thiếu một cái món nào. Đó là bát chi thánh đạo, con đường thánh gồm có 8 cái phần tử chân chính mà chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ. Nếu mà thực hiện đầy đủ rồi thì mới hoàn tất cái con đường đó được. Và cái con đường đó là con đường duy nhất. Ngài Đức Phật cũng khẳng định rằng chư Phật ba đời đều đi cái con đường đó. Ngài chỉ khám phá ra chứ Ngài không có sáng tạo con đường này. Ngài khám phá là con đường cũ xa xưa mà chư Phật ngày xưa đã đi, bây giờ Ngài cũng đi, và Ngài nói rằng những vị Phật ở trong tương lai cũng đi theo cái con đường đó. Đó là cái điều chúng ta cần nhớ, bởi vì sau này rồi chúng ta đọc hoặc suy diễn không có đúng, rồi đưa ra những cái pháp này là con đường duy nhất, pháp kia là con đường duy nhất, rồi tranh luận với nhau. Nhưng mà cái điểm quy chiếu chúng ta nhớ là ngay trong bài đầu tiên, Đức Phật khẳng định và xuyên suốt 45 năm hoằng pháp, cũng như đến cái bài giảng cuối cùng trong bài Đại Kinh Bát Niết Bàn, Ngài khẳng định là bát chi thánh đạo là con đường thánh, con đường duy nhất, không có con đường nào khác. Nơi nào mà có
người ta có hành trì hiểu, học và hiểu và hành được cái con đường này, thì nơi đó có bốn quả thánh, tức là những cái vị nó nhập được cái dòng thánh giải thoát dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Nơi nào không có thành trì có con đường này thì không có bốn quả thánh. Ngài nói rõ ràng như vậy. Và đó là cái bài giảng đầu tiên. Sau khi ngài giảng đầu tiên, giảng xong rồi, trong năm anh em Kiều Trần Như là những người họ có đại phước duyên, có những cái phước nhiều đời, và cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng họ được gần gũi và tu tập cùng với ngài Bồ Tát, mà chỉ có một người hiểu được, người anh cả là ngài Kiều Trần Như hiểu được và mở pháp nhãn, tức là đắc cái quả dự lưu. Còn bốn vị kia chưa có hiểu được. Thành ra mình thấy rằng không có đơn giản, không có đơn giản. Rồi Đức Phật sau những cái ngày kế tiếp, ngài mới giảng đi giảng lại, rồi bốn vị em của Kiều Trần Như mới mở pháp nhãn, là mới đắc quả dự lưu. Và sau đó khoảng vài ngày rồi thì năm vị đều cùng đắc quả dự lưu. Và Đức Phật giảng cái bài pháp thứ hai, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Và kinh đó nói về cái tinh thần vô ngã của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Sau khi ngài giảng xong cái bài kinh thứ hai này thì năm anh em Kiều Trần Như đắc quả A La Hán. Rồi lúc đó trên thế gian có 6 vị A La Hán. Chúng ta nhớ cái chỗ này, cái chi tiết này cũng rất là thú vị mà cần phải ghi nhớ. Trong kinh ghi rất rõ, ai đọc cái phần trong cái phần đại phẩm của tạng luật thì sẽ thấy được cái chuyện đó. Nói rằng lúc bấy giờ trên thế gian có 6 vị A La Hán. Có nghĩa là Đức Phật cũng là một A La Hán. Cũng là một vị giác ngộ. A La Hán chưa hẳn là Phật, nhưng mà Phật là A La Hán. Chúng ta nhớ như vậy. Đây, lúc bấy giờ có 6 vị A La Hán, tức là Đức Phật và 5 anh em Kiều Trần Như. Và cái bài kinh thứ hai này cũng là một bài kinh rất quan trọng, bài kinh Vô Ngã Tướng. Rồi về sau nữa, khoảng mấy tuần lễ sau, ngài cùng 5 anh em Kiều Trần Như mới đi du hành trở về Bồ Đề Đạo Tràng, rồi đến cái khu đồi Xích Xá, Gaya Xích Xá, mới gặp 1000 đạo sĩ thợ thần lửa. Rồi ngài giảng cái bài kinh thứ ba là bài kinh Lửa Cháy, nói về 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý được cháy rực bởi tham sân si. Đây đó là bài kinh thứ ba, làm cái bài kinh cũng quan trọng mà chúng tôi sẽ có dịp trình bày sau. Nhưng mà nhớ chúng ta có 3 cái bài kinh đầu tiên, và bà cũng là 3 cái bài kinh quan trọng căn bản nhất mà theo cái nhìn của chúng tôi cũng như lời khuyên của nhiều vị sư khác là chúng ta cần phải hiểu và nắm bắt. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh Vô Ngã Tướng nói về năm uẩn, và cuối cùng là bài kinh Lửa Cháy nói về 6 căn. Đó là ba bài kinh căn bản mà chúng ta cần biết. Thì hôm nay chúng tôi trình bày trong cái chương này có liên hệ đến cái bài kinh thứ hai, đó là Vô Ngã Tướng. Các anh chị còn nghe được chứ? Đó, thì trong cái bài trong cái chương này, các anh chị nếu mà vào được trong cái link đầu tiên trình bày về nội dung của cuốn sách, thì chúng tôi đưa ra 24 chương, đồng thời có 24 cái phần chủ đề liên hệ, mỗi chủ đề như vậy liên hệ đến một chương. Thì chương thứ hai là nói về năm uẩn chấp thủ vào trong đó, nói về vị ngọt và nguy hại của nó. Thì đó là cái chương thứ hai này. Và chương thứ hai này có cái tựa đề là Thân Bình Tâm An. Đây là một kinh rất là quan trọng mà Đức Phật giảng cho ông Nakula, và về sau này giảng cho nhiều người khác, kể cả ông Cấp Cô Độc và một số các vị tỳ khưu khác đang bị bệnh đau đớn, thì Đức Phật lấy giảng để mình thấy cái thân mình nó đau bệnh là cái chuyện bình thường. Ngay cả Đức Phật cũng đau cũng bệnh, nhưng mà cái tâm của mình phản ứng như thế nào thì là có cái sự cần phải sự tu tập. Tức là tâm mình không có bệnh, không có đau theo, phải làm sao cho mình thấy cái tâm bình thản chịu đựng. Các ngài chẳng hạn như Đức Phật và các vị đại đệ tử, các ngài có cái mức thiền định rất cao. Ngay Đức Phật có thể nhập 8 tầng thiền. Khi mà một cái người mà nhập vào những cái tầng thiền định thiền na như vậy thì có thể không còn có cảm giác về đau đớn nữa. Thì đôi khi các ngài cũng nhập thiền, mà đồng thời cũng có khi các ngài không có nhập thiền, chỉ giữ một cái giai đoạn một cái trạng thái tỉnh thức như vậy để nhìn cơn đau thôi. Thấy rõ cơn đau như thế nào. Anh thấy và đó, điều đó rất quan trọng.
Và cái đó là cái sự khác biệt giữa một cái vị đắc đạo, một vị có tu tập trình độ cao với một vị không không có tu tập. Khi mình đau rồi thì mình lo sợ, rồi mình tức giận, mình oán ghét, rồi mình lăn lộn than khóc cái này kia. Còn các vị có tu tập, các vị đã đắc đạo rồi thì các vị điềm nhiên chấp nhận. Các vị vẫn đau, vẫn đau về thân chứ không phải là không đau, nhưng mà cái tâm không có đau, cái tâm phải không có phản ứng theo. Và cái điều đó làm gương để mà mình nhìn vào đó, mình học tập, mình cố gắng thực hiện. Bởi vì trước sau gì chúng ta cũng đều phải cũng phải đau bệnh hết, sanh lão bệnh tử chuyện bình thường. Mà mình nói như vậy là nói được, mà mình thực hiện được hay không là một chuyện khác. Nhiều khi mình không chấp nhận, mình chạy theo những cái biện pháp khác mà cốt rối cùng thì nó cũng gia tăng cái sự phiền khổ thôi, chứ không có giải quyết được vấn đề. Thì đó là cái chương đầu tiên. Bây giờ mời các anh chị qua cái phần thứ hai tiếp theo, rồi cái biểu đồ thứ hai. Trong cái biểu đồ này, đầu tiên á, theo cái nhìn của người Ấn Độ thời xưa, chúng ta nhớ để lại cái nhìn chung chứ không có riêng gì đạo Phật hết, mà cũng đúng cho tới bây giờ, là con người chúng ta được cấu tạo bởi hai phần, cái sắc, cái thân và cái phần cái tinh thần hay là cái tâm. Cái thân là cái phần vật lý, có thể thân nó cân đo đong đếm được, và trong từ điển từ ngữ của Hán Việt thì gọi là sắc. Chúng ta nhớ vậy. Sắc đây không nghĩa là màu sắc thôi, mà sắc ở đây trong cái thuật ngữ nhà Phật đó là gọi là cái thân vật lý, hay gọi là cái sắc rupa. Và thứ hai là cái phần chúng ta biết có hiện diện nhưng mà không thể cân đo đong đếm được, mà không biết nó nằm ở đâu, đó là gọi là cái tâm, hay là cái phần tinh thần, vật chất và tinh thần, cái tâm của mình. Nó cả hai phần. Chúng ta thấy bây giờ cũng vậy thôi, không, cái chuyện đó không có gì thay đổi. Nhưng mà ở trong cái nhìn của cái tâm lý học của Ấn Độ thời xưa đó, cái tâm thì được chia làm bốn phần tử nữa, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta nhớ như vậy là chung, chung cho tất cả những cái quan niệm về tâm lý học của người Ấn Độ. Tóm lại đó, thì con người chúng ta theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó và trong Phật giáo cho đến bây giờ là con người được cấu tạo bởi năm phần. Đầu tiên là hai phần, nhưng mà thân và tâm, nhưng mà về cái tâm thì đã chia làm bốn phần nữa, cộng cả là năm phần. Sắc tức là cái thân là một bên, tâm bây giờ chia làm bốn là thọ, tưởng, hành, thức. Đó là năm cái quẩn, năm cái tập hợp như vậy. Căn đắc thì đó là cái nhìn chung. Nhưng mà cái riêng, cái độc đáo của đạo Phật là năm cái đó Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đó, nó không có cái ngã nằm ở trong đó, không có cái tôi, cái ta trong đó, và nó thay đổi luôn luôn, nó biến chuyển luôn luôn, mình không có kiểm soát được nó. Nó ảnh hưởng của nghiệp hành. Thì cái đó là cái độc đáo riêng của đạo Phật, chúng ta nhớ. Trong cái thời đó, người đạo Bà La Môn này kia họ cũng chấp nhận là con người có được tâm thần, các sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà họ cho rằng có cái ngã, cái đại ngã, tiểu ngã không thay đổi nằm ở trong đó. Trong khi Đức Phật khẳng định và chỉ chúng ta thấy là không có cái ngã trong đó, nó thay đổi luôn luôn, nó biến đổi luôn luôn. Thì đó là cái sự khác biệt. Rồi về sau này sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì có phát triển bộ phái trong Phật giáo, thì bắt đầu chia chẽ thêm để mà phát triển cái ngành tâm lý học. Nó chia cái hành, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái hành nó chia ra thêm nhiều phần tử nữa. Thì đó, từ đó mà bắt nguồn cái vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm về sau. Chúng ta nhớ A Tỳ Đàm cũng bắt nguồn từ đây thôi, chia thêm cái chi ly hơn, chi tiết hơn về cái hành. Rồi thì thêm nhiều cái gọi là cái sở hữu tâm, rồi kết hợp những cái sản trạng thái khác nhau của cái tâm, cái sở hữu tâm đó thành những cái loại tâm khác nhau kia. Mà trong Phật giáo tiên sơ kỳ thì chỉ có thức là tâm, chỉ như vậy, năm phần tử sắc thọ tử hành thức. Mà theo cái nhìn riêng của chúng tôi thì cũng như nhiều vị thiền sư khác thì chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta làm sao chúng ta nắm bắt được cái sự vận hành của sắc thọ tử hành là đủ rồi, cũng không phải dễ dàng, nhưng mình hiểu trước như vậy. Và cái ngài Anālayo, ngài phân tích chi tiết hơn, ngài nói
mình khi mình bám vào trong sắc, tức là mình coi như là cái nơi này là tôi này, cái thân, cái tôi nằm ở trong cái sắc thân này, where I am. Rất ngày ngày cái chỉ lối dùng chữ rất là hay. Thứ hai ngày phân tích là cái thọ, tức là mình có cái thọ khi mà mình tiếp xúc cái gì đó thì dĩ tự nhiên automatic là mình tự động là mình có cái thọ, cái cảm thọ vui lạc, rồi cái buồn hay đau khổ, hoặc là cái cảm thọ trung tính là trơ trơ, không buồn không vui, ba cái loại cái cảm giác cảm thọ như thì mình đưa đến một cái ý tưởng, cái tôi là như thế này, tôi sung sướng như thế này, tôi thấy dễ chịu như thế này, khoan khoái như thế này, hoặc là tôi thấy đau đớn như thế này, hoặc là cảm thấy trơ trơ như thế này, có như là how I am. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình mới dựa vào trong cái cảm thọ đó, là dựa vào trong những cái kinh nghiệm mình đã trải qua trong quá khứ, mình học hỏi tích tập lại ra, mình nói nó như vậy đó, thì cái tôi nó như thế đó, cái đây là cái tôi đó là như vậy, what I am. Bắt đầu là mình bắt đầu thực hiện, mình bắt đầu mình suy tưởng cho rằng đó là cái tôi, rồi mình phản ứng trở lại, bởi vì có cái sau đó rồi mình có cái phản ứng là mình đẩy nó ra, mình kéo nó lại. Đó, mình thấy đó, cái phản ứng của mình đó, cái đó là tạo ra cái hành, cái formation, cái sankara, tại sao mình phải làm, để mình biết được, để mình chứng minh được là cái tại sao tôi phải như vậy, có cái hiện hữu. Rồi cuối cùng khi mình tổng hợp những cái điều đó lại, thì đó là nằm ở trong cái thức vijnana, cái thức của mình. Bởi thế cho nên tôi mới kết luận nó là cái tôi, whence I am. Thành thử ra ngài Analayo, sau khi mà ngài cách đây 20 năm khi mà ngài viết luận án tiến sĩ về cái đề bài kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, ngài phân tích rất hay, và cái điều đó là, và ngài dùng chữ kiểu chơi chữ người Anh là where I am, how I am, what I am, why I am, and when I am. Các anh chị có khác được cái chỗ này không? Điều đó là từ đó mà đưa ra cái ý niệm cuối là tôi là như thế, cái bản ngã của tôi. Thì đây là một cái phân chia rất hay và rất phù hợp với tâm lý học ngày hôm nay. Mình hiểu được tại sao như vậy. Cái điều này mình phải hiểu, bởi vì mình là ngay bản thân chúng tôi cũng vậy. Mình là phàm nhân thì mình phải hiểu cái tâm của mình nó vận hành như thế nào. Tại sao mình có cái sắc thọ tưởng hành thức mà mình bám chấp vào đó. Mình bám chấp vào đó là bởi vì mình muốn chứng minh rằng đó là cái tôi, cái ngã của tôi, cái tự ngã của tôi nằm ở trong đó, sắc thọ tưởng hành thức. Các anh chị nắm cái chỗ này chứ. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Bây giờ mình có sắc thọ tưởng hành thức, tức là tiên là mình thấy rõ ràng ở đây, chỗ này nó quan trọng, nó đơn giản nhưng mà mình cần. Anh chị thấy rõ cái hình này không? Mình có đầu tiên mình có thân với tâm, thì Trường Ngọc Hân có thấy rõ chỗ này ha, thân và tâm. Rồi cái tâm nó chia ra thành bốn cái phần nữ nữa, chi tiết nữa là thọ tưởng hành thức. Do đó mà cộng lại mình có năm phần: sắc thọ tưởng hành thức, rõ ràng như vậy ha. Rồi và cái sắc đó là để chỉ chúng tôi, nó nói là cái nơi chốn mình như thế nào, where. Cái thọ đó là nó chỉ cho mình biết được cái cảm giác của mình, how. Cái tưởng tức là mình cho nó, mình nó là cái gì, mình suy ra, mình kết luận nó là cái gì, cái coi là what. Và cuối cùng là why, tại sao vậy? Tức là nó nguyên nhân tại sao nó thúc đẩy cho mình phải phản ứng trở lại. Đó là cái hành. Và cuối cùng là mình tóm tắt lại, là mình kết luận những cái điều mình làm từ where, how, what, why thành là cái whence, tức là cái tưởng của mình, cái thức của mình là tập hợp lại những cái điều kia, đó là whence. Và khi mà mình dính mắc vào trong đấy, đa số hầu như tất cả phàm nhân của chúng ta thì có hai hướng đi. Anh chị thấy được cái mũi tên hai hướng đi. Đầu tiên là mình cho tôi là cái x, tức là một trong năm cái quẩn nó là tôi, hoặc là tôi có một trong năm cái quẩn nó là tôi có trong cái x. Rồi cái quẩn ở trong tôi, hoặc là tôi nằm ở trong nằm trong một trong năm cái quẩn đó, x cái đó. Đó là một hướng đi, cái hướng mà trong cái kinh vô ngã tướng mà chúng tôi mới vừa trình bày, bài kinh thứ hai mà Đức Phật giảng cho năm anh em chiều Trần Như, thì trong đó ngài có nói
Bởi vì mình cái sự lầm lạc của mình thì mình cho cái sắc là tôi có ở trong sắc, hoặc là sắc ở trong tôi và tôi ở trong sắc. Đó, rồi cái thọ tưởng hành thức cũng vậy, nằm ở trong đó. Đó là cái hướng đầu tiên ngài giảng. Rồi có những cái bài kinh khác á, và cũng có đề cập ở trong cái bài kinh trong tạp A Hàm, trong cái chương này, thì có những cái lúc khác tùy theo cái căn duyên của người nghe thì Đức Phật không có giảng như vậy, mà Đức Phật nói là mỗi một cái thức, mỗi một cái quẩn như vậy, sắc thọ tưởng hành thức, một cái năm quẩn do cái sự si mê của mình, sự vô minh của mình, là mình không biết cái tập khởi của nó từ đâu mà nó phát xuất ra, rồi mình không biết cách diệt tận của nó, sự diệt tận của X, đồng thời mình cũng không biết được cái nguy hiểm, cũng như do cái vị ngọt, tức là cái sự ngọt ngào, sự cám dỗ của từng quẩn nó như thế nào, và mình cũng không biết xuất ra khỏi những cái một trong năm cái quẩn, nó khỏi cái sự tham thủ vào đó. Bởi vì mình không biết như vậy thì là mình cho cái quẩn đó là tôi là ngã, hoặc là cái quẩn đó là của tôi là ngã sợ ra. Mình thấy có hai cái hướng đi, hai khuynh hướng của phàm nhân mà Đức Phật chỉ rõ ra trong những cái bài kinh khác nhau. Nên đại khái có chia làm hai nhóm. Một nhóm là mình cho là cái quẩn là mình có trong cái quẩn đó, và mình có thật sự chiếm hữu được cái quẩn đó, mình sử dụng được nó. Từ đó mình cho nó là cái tôi, cái ta nằm ở trong đó. Hoặc là cái khuynh hướng thứ hai, tức là mình không biết đó, nó từ đâu mà ra, mình không biết cái cách nó sinh, nó tận, nó diệt đi như thế nào. Cái vị ngọt cũng như sự nguy hiểm khi mình chấp thủ vào trong đó, và cách mình xuất ly ra khỏi đó. Đó là hai cái cách mà Đức Phật thường giảng trong nhiều bài kinh. Và cuối cùng đều đưa đến cái kết quả là cái kết luận là mình cho là mình đồng hóa với lại một trong năm cái quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, đồng hóa vào đó. Mình cho nó có cái tôi, cái ta trong đó. Nó vì rất là dễ, chẳng hạn như nói cái thân của mình nhìn cho kỹ, thì khi mình cho là có cái tôi trong đó. Rồi mình chụp hình này kia, cứ nhìn hoài trong đó, và mình tô điểm, rồi mình ăn mặc này kia, rồi phải chải đầu, chải tóc như thế này, cạo râu, cái điều dạng như thế kia, tức là mình cái đó đều là cái mình chấp ngã và dính mắt trong đó. Hoặc là mình cho cái cảm giác của mình như thế nào, nó phải như vậy và người ta phải theo. Ai mà đụng chạm đến những cái cảm thọ của mình thì mình nổi sân. Mình cho là chạm cái tự ngã, hoặc là mình cho cái thể diện, rồi mình cho nó là cái chức vụ, mình bám vào trong đó như thế nào, đó là do cái hướng thôi. Rồi mình thấy nó vận hành, nó nằm ở trong, hoặc là cái thân, hoặc là cái tâm, mà khi cái tâm thì nó có cái thọ tưởng hành thức, nó nằm ở trong đó. Và khi mà nó biến hoại, một trong những cái quẩn đó, nó biến hoại, dĩ nhiên nó phải biến hoại thay đổi, rồi mình cảm thấy đau khổ, bởi vì mình không có muốn nó biến hoại, mình không có muốn thay đổi, từ đó mà mình sinh ra đau khổ. Cái điều đó rất là dễ dàng, dễ hiểu. Vì vậy mà ngay trong cái bài pháp đầu tiên nói về cái sự thật đầu tiên về khổ đế, thì ngài nói tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Rồi mình nhớ cái chữ thủ quẩn chứ không phải năm quẩn là khổ. Năm quẩn tự nó không có khổ, nó là như vậy. Mình sinh ra trên đời, mình hiện hữu thì mình có năm quẩn này. Nhưng mà mình chấp thủ vào trong đó thì mình mới khổ. Rồi là cái chữ thủ quẩn chứ không phải là thuẫn. Khi mình nói mình phải năm thủ quẩn là khổ, chứ không phải là năm quẩn là khổ. Năm thủ quẩn là khổ, bởi vì mình chấp thủ vào trong đó. Vậy đó là một cái nhìn cho để mình thấy được không có cái ngã, không có cái tôi, mà không có cái của tôi ở trong một trong năm quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức. Và điều này rất quan trọng. Chúng ta biết là biết ở đây là chẳng như bản thân chúng tôi cũng còn là phàm nhân, thì mình biết như vậy thôi, chứ mình có chưa thực hiện, chưa có thẩm thấu. Mình chỉ lý luận để hiểu thôi, coi như là chỉ ở ngoài miệng, ngoài da thôi, chứ chưa thấm vào trong xương, trong máu được. Bởi vì khi mình thấm vào trong xương, trong máu được rồi, mình thực hiện được rồi, thì đó là mình không còn coi cái thân này hay là cái tâm, thân tâm, tức là cái sắc thọ tưởng hành thức này là của mình. Lúc đó là mình bỏ vượt ra khỏi được một cái sợi dây đầu tiên trói buộc con người, tức là thân kiến. Và chúng ta còn nhớ cắt được ba sợi dây, tức là thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thủ, hay là giới cấm thủ, là mình đắc vào, mình nhập được cái dòng thánh giải thoát. Bây giờ mình vẫn chưa. Thành thử ra mình cũng phải thực tế, phải kiên nhượng thực tế, mình đã học.
hay bản thân chúng ta cũng đang học, đang tập thôi, sẽ cũng chưa thành công. Nhưng mình biết con đường phải đi, con đường đi tới là làm sao mình cắt được ba sợi dây này. Trong sợi dây đầu tiên là sợi dây thân kiến, rất là khó cắt. Tức là mình coi là sắc thọ tưởng hành thức không có cái ngã, không có cái của tôi trong cái ngã sở trong đó. Mình hiểu bây giờ là mình hiểu trên phương diện lý thuyết cần phải biết, lý thuyết cần phải biết trước, nhưng mà cần phải thực hành. Thực hành qua cái sự suy tư, thực hành qua cái thiền quán. Tất cả mỗi những cái khi mình đương đầu với lại đối diện với những cái chuyện cái biến chuyển ở trong cuộc đời, từng biến chuyển một, từng cái biến cố một, mình phải nhận xét, coi cái tâm phản ứng của mình như thế nào. Từ từ tập cho nó quen. Chẳng hạn như bây giờ bệnh dịch nó tràn tới, rồi mình lo âu như thế nào, rồi mình phản ứng như thế nào. Rồi nếu mình có bệnh thì mình sẽ ra sao. Mà không nói tới bệnh dịch, bây giờ những cái bệnh nhỏ. Chẳng hạn như chúng tôi bây giờ gần 70 tuổi rồi, lúc nào cũng đau. Đau lưng, rồi đau đầu gối, đau khớp xương, đau mắt, đau bụng đủ thứ. Đấy, mấy ngày hôm nay thì lại đau bụng, giống như đau bao tử vậy. Bụng nó ngầm, ăn cái gì nó cũng đói thì đói, nhưng mà ăn vô thì nó lại khó chịu. Rồi mình canh chừng, mình coi cái tâm có phản ứng của mình như vậy. Khi mình đau như vậy thì mình phản ứng như thế nào? Tự nhiên mình thấy mình bực, mình không muốn nó đau. Tại sao mình lại không muốn nó đau? Bởi khi mình biết nó là vô thường. Rồi khi mình bực bội như vậy, rồi có những cái chuyện khác xảy ra nữa, rồi mình tự nhiên mình cốc nổi nóng lên, là cốc cằn này kia. Mình nhìn. Đôi khi những cái chuyện đó mình phản ứng nó rất là tế nhị, mình tưởng là phản ứng điềm đạm, nhưng mình nhìn lại mình thấy có cái vẻ mỉa mai soi mói này nọ, những cái dòng chữ viết, những cái dòng chat của mình nó không có được thân thiện. Khi mình chat nó ra hoặc là mình nói ra rồi, mình thấy rõ, mình bình tĩnh, mình rút lại, mình rút cái kinh nghiệm, nó lần sau không có làm gì nữa. Thì đó là những cái cách mà chúng theo cái nhìn của chúng ta là mình học. Mình học ngay trong cái đời sống hàng ngày, chứ không có phải để lý luận cao xa. Không cần phải biết cái phân chia cái tâm, như là cái tâm vương, tâm sở, cái tâm lộ chạy lên chạy xuống như thế nào. Đọc nó như con vẹt. Nhưng mà khi mình áp dụng lại ngay trong cái đời sống bây giờ, cái điều đó là điều quan trọng. Mình thấy như thế nào thì hoặc là mình đọc những cái bản tin người ta đi tuyên truyền với nhau, rồi mình nhìn, mình dùng cái tưởng của mình tưởng, mình thấy có đúng hay không. Hoặc là mình chạy theo cái đó, mình cho theo cái phe này, phe kia, theo tôi suy tôn ông này, ông nọ, rồi mình tô bóng này kia, là cảm thấy khoái trong người, cảm thấy thích trong bụng. Thì đó cũng là những cái mình phải cẩn thận. Và đó là những cái gì mà mình có thể học được. Học để mình thấy rõ cái sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà chúng tôi thấy là chỉ cần đơn giản như vậy mà cũng không, đôi khi không có nắm hết được. Huống hồ gì mình chia kẻ thêm 52 cái tâm này, tâm vương, tâm sở, 120 mấy loại tâm này nọ, làm sao nhớ cho hết. Làm sao mình phân tích được. Bây giờ mình làm sao cái giai đoạn này là mình thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó như thế nào. Nếu mình thấy được như vậy là cả một cái công trình tu tập rồi, không có đơn giản. Bây giờ mời các anh chị qua cái biểu đồ cuối cùng. Biểu đồ này chúng tôi soạn ra để chúng ta nắm được cái mấu chốt của bài kinh. Khi mình đọc kinh rồi mình thấy theo cái kiểu mà truyền khẩu lặp đi lặp lại, thì khi mình đọc mình thấy bỡ ngỡ, mình thấy mình không có nắm được, có nghĩa mình như là bị lạc lối ở trong đó. Bây giờ là cái đoạn này là cái đoạn căn bản của bài kinh, nói về làm sao chúng ta thấy được đối phó với lại ứng xử với năm cái thủ quẩn, năm cái quẩn mà mình có: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ ngài nói, Đức Phật ngài nói về một cái vị mà đã đắc đạo rồi, đã nhập vào dòng thánh rồi và đa văn thánh đệ tử. Đó là cái câu rất là thông thường để chỉ một cái vị đã nhập dòng thánh từ cái bậc dự lưu trở lên. Vị đa văn đệ tử không quán sắc như là tự ngã, là không thấy cái sắc thọ tưởng hành thức, một trong năm cái quẩn. Hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Rồi mình thấy đó, tức là lấy một trong năm quẩn, hoặc lấy cái thọ cũng được, cái tưởng cũng được,
tức là coi như là cái bây giờ mình lấy cái thọ đó đi cho nó dễ hiểu, cái mình đụng chạm cái gì đó, mình tiếp xúc cái gì cái mình thấy khoan khoái, hoặc là mình đau lên cái mình thấy quằn quại trong bụng cái cảm giác đau, thì mình thấy cái thọ đó, cái cảm giác đó, một trong ba cái thọ, thọ lạc, thọ khổ hay là thọ không lạc không khổ, nó không phải là cái ngã của mình. Và cái ngã đó không có đồng hóa với là cái thọ, bởi vì nó thay đổi luôn luôn. Hoặc là cái mình nói rằng nó không phải là mình, nhưng mà nó là cái ngã nằm ở trong đó, nằm ở trong cái thọ đó cũng không đúng, mà cái thọ đó mà nằm ở trong cái ngã nó cũng không đúng. À, khi mình thấy rõ được như vậy thì mình không bị ám ảnh, vì ấy sống không bị ám ảnh. Sắc là ta, sắc là của ta. Bây giờ mình nói thọ, vì thọ là ta, thọ là của ta. Tức là mình không cho rằng cái cảm giác đau đớn là mình, nó là cái gì riêng biệt thôi, chứ không phải là mình đâu. Không có cái ngã trong đó, mà cũng không phải là của mình, không có kiểm soát được nó. Trong khi sống như vậy, sắc biến hoại đổi khác. Tức là khi mình sống như vậy, cái thân mình cũng thay đổi luôn. Có nhiều người cứ níu kéo hoài theo theo cái kiểu mà mình giao tiếp thông thường đó, làm sao trẻ quải không già này kia, rồi mình nói, mặc dù mình nói chơi, nhưng mà đôi khi mình nói chơi riết thành thật, mình tin có một cái biện pháp nào đó, có một cái hình thức yoga nào đó, hay thấy ông thầy nào đó ông dẫu ổng từ Tây Tạng ổng xuống, hay là ổng đâu khám phá một cái loại thuốc hay một loại nấm linh diệu nào đó, hay là một loại cỏ nào đó, hay là một chế độ ăn uống dinh dưỡng nào làm cho mình trẻ hoài không già, là mình tin vào đó. Còn nếu không thì mình dùng những cái loại giống như là những cái loại kem thoa mặt, hay là những cái loại đồ trang sức này kia để mà lừa dối cái con mắt của mình và con mắt của người khác, cho rằng mình cứ trẻ hoài như vậy. Thành thử ra trước khi mà chụp hình là cũng phải trang điểm này kia, rồi phải trao thuốc cạo râu này nọ, cắt tóc rồi này kia, rồi cười rồi mới chụp hình cái hình. Rồi những hình mà mình chụp thấy nó có vẻ xấu xí này nọ thì mình bỏ đi, mình không có chấp nhận. Đôi khi chúng tôi hay chụp hình, rồi hay lấy những cái hình của mình chụp cách rất là tự nhiên, không có trang điểm, không có sửa soạn gì hết, rồi mình so sánh cái mặt của mình bây giờ với cái mặt của mình 10 năm trước hay là 20-30 năm trước, là để mình thấy rõ. Đó là hình thức nhắc nhở cho mình thấy được là mình thật sự là mình già, mình biến hoại, mình đổi khác, chứ không phải là không. Đó nói về cái sắc thôi. Còn hướng gì nói về cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức thay đổi luôn luôn. Nhưng mà khi mà mình chấp nhận như vậy, khi sống như vậy, khi mình chấp nhận là nó sẽ biến hoại đổi khác, rồi khi mà nó biến hoại đổi khác thì vị ấy không khởi lên sầu bi khổ ưu nào, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và tương tự cả khi đối xử với lại cả năm cái quẩn sắc thọ tử hình thức, mình thấy được như vậy. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình, cái thân mình nó có bệnh, nhưng tâm nó không có bệnh theo. Đó là một cách rất là đơn giản, chứ không có cái gì khó khăn. Cái khó khăn là bây giờ là làm sao mình thực tập được, mình ứng dụng được, mình có phản ứng ngay lập tức, thì cái điều đó rất khó. Cái bản thân chúng tôi cũng không chấp nhận. Mấy ngày hôm nay nó đau đớn đủ thứ chuyện, rồi mình nổi sân, mặc dù mình không có lộ ra ngoài, mình biết là nó đáng lẽ mình không nên sân, nhưng mà mình cũng sao cho mình ra là không. Rồi nhờ như vậy mình biết được cái mức độ tu tập của mình tới đâu. Tu là mình phải tự biết mình thôi, đừng có lừa dối với chính mình. Chúng tôi thường hay nói như vậy. Thế mà mình thấy còn mình cái con đường tu tập còn dài lắm, chứ không có đơn giản. Hoặc là khi mình đọc những cái bản tin, chẳng hạn như bản tin bệnh dịch đang phát tán khắp nơi, cái tự nhiên mình nổi lên cơn lo sầu, lo rầu đủ thứ chuyện. Tại sao mình lo? Cái chuyện đó nó không có nằm ở trong cái tầm tay của mình, mà tại sao mình lại lo? Lo sợ, rồi tự nhiên mình đổi cọc, đổi cáo, rồi mình đổ thừa, đổ lỗi cho tại bên Tàu nó như vậy, bên Tây nó như thế này, tại chính phủ như thế kia này nọ, mình đổ lỗi cho người khác đủ thứ chuyện. Mình thấy rõ cái tâm, cái sự vận hành của cái tâm của mình. Ra đây cũng là một cái dịp, cái bệnh dịch này làm cho mình cô lập, cũng là cái dịp để mình tu tập thêm, rồi mình có thấy thông cảm được. Chẳng hạn như mà bây giờ chúng tôi cũng hay nói với lại bà xã là mặc dù mà mình chưa có bị cấm túc cách ly, mà mình vẫn có thể đi ra ngoài, đi chợ, đi gấp rút, đi mua một ít đồ rồi về thôi. Chỉ có một cái là không đi chơi xa được, không đi gặp người này người kia được thôi. Rồi mình mà cũng thấy nó hơi bực bội rồi. Rồi mình thông cảm những người mà bị cách ly. Có những người bị họ bị, có những người bị nhốt.
nó kiểu như bị giam ở trong những cái khách sạn, mặc dù khách sạn 5 sao, 6 sao đầy đủ phương tiện, nhưng mà thử tưởng tượng phải bị giam ở trong đó trong 14 ngày, 2 tuần lễ. Có những khách sạn họ không có mở cửa sổ được, bởi vì nó là hoàn toàn là có cái hệ thống máy lạnh, máy điều hòa, thành thử cửa sổ không có mở được, mà không được phép đi ra ngoài, họ chỉ nằm ở trong cái phòng đó thôi. Cái phòng chỉ có cái giường ngủ với lại cái toilet vậy thôi, giống như những cái khách sạn, các anh chị nào ở khách sạn đều biết. Mình ở khách sạn mình chỉ ở đó ban đêm thôi, hoặc trưa mình về mình ngủ thôi, còn ban ngày mình đi chơi, mình thấy thoải mái, mình không để ý. Bây giờ mình thử tưởng tượng, chúng tôi ngồi nói chuyện với bà xã, mình thử tưởng tượng mình bị, mình mặc dù đó là khách sạn tối tân 5-6 sao, nhưng mà tưởng tượng mình bị giam ở trong đó, không ra khỏi cửa được, chỉ nằm trong cái phòng đó, chỉ có cái giường ngủ với cái bàn viết vậy thôi, và cái toilet vậy thôi, phòng tắm. Mỗi ngày thì người ta mở cửa ra, người ta đưa vào một cái đĩa khai thức ăn, một ngày 3 bữa mình cho gì ăn đấy, không đi ra ngoài được, mà không mở cửa sổ ra, căng ra mà nhìn thở những cái không khí trong lạnh bên ngoài, nhốt như vậy thử chịu nổi không? Cũng giống như bị ở tù. Tù nhân đôi khi mỗi ngày họ còn được đi ra cái sân chơi để mà chơi với nhau không khí, còn cái đây là không được đi ra, chỉ nhốt. Khi mình tưởng tượng như vậy, mình nghĩ như vậy, mình cảm thấy thương, mình cảm thấy thương những người như vậy, là ở được trong suốt 2 tuần lễ chứ không phải ít đâu. Mình thấy khó lắm chứ không phải dễ, phải tập từ bây giờ. Mình nói thì dễ nhưng mà thử mình tập được hay không. Nhốt ở trong phòng ngủ thôi, không đi ra khỏi cửa, không đi ra khỏi phòng ngủ thôi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thử mình làm được hay không. Cũng có người làm được nhưng có nhiều người chưa có thử. Các anh chị nào có cái phòng riêng thử đi, giam mình ở trong đó, không đi ra ngoài, không tiếp xúc bên ngoài. Rồi bây giờ thêm một mức nữa là đừng có dùng internet, không có điện thoại gì hết, chỉ sách thôi, là thử có ngồi thiền được bao lâu. Những cái đó là những cái nhỏ nhỏ để mình thử mình tập là khó lắm chứ không có về, nhưng mà phải tập rồi thì mới thấy, chứ còn không tập chỉ nói suông không có thấy được. Không biết chị Nguyên Tuệ có làm hay không, thử đi, nhốt lại, khóa cửa này, không đi ra ngoài, bỏ luôn điện thoại, tắt máy luôn, không có gì hết, chỉ có cuốn sách thôi. Lấy một cuốn sách nào đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có thể nói người nhà tới giờ ăn thì gõ cửa, cho một cái khay ăn có mấy miếng cơm với lại thức ăn, bỏ trước cửa rồi lấy đem vào. Chị Ngọc Hân thử đi, thử làm được hay không. Nếu mà có cái phương tiện, có cái phòng riêng ở nhà, lúc đó mình mới thấy rõ là cái chữ tịnh tu không có phải dễ. Hoặc là người ta nói là diện bích tham thiền, tức là chỉ ngồi nhìn cái quay đầu ở trong tường để mà ngồi, theo kiểu mỗi ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa này kia, nó không có dễ đâu, nhưng mà phải làm, mình làm thử rồi mình mới biết. Biết được. Đó thì chúng tôi chia sẻ ra như vậy. Bây giờ mời các anh chị trở lại cái nội dung của cái bài, của cái chương ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc ra. Giờ anh chị trở lại đây ha. Thân bệnh tâm an, chương thứ 2 của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Giới thiệu. Dựa trên quan chẩn đoán bệnh của Tứ Thánh Đế, tức là từng rồi chúng ta đã nói Đức Phật chẩn đoán bệnh, bệnh nó như thế này và cái nguyên nhân bệnh nó là gì, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để có thể xử lý tình trạng bệnh tật và đau đớn. Có những bài kinh phân tích thân và tâm dù có liên hệ nhưng không nhất thiết phải là những phần tử kết hợp để tạo ra những cảm nghiệm đau đớn. Tức là chúng ta biết rằng cái cơ thể mình nó được thân và tâm, nhưng mà đôi khi cái thân nó đau, không có cái tâm không phải đau theo. Mình phải làm sao lắm mình phân tách được, chia ra nó tách rời ra. Trong các bài kinh này, Đức Phật dạy sự phân biệt cho một đệ tử trong tuổi già. Ông tuổi già tức là Ngài Nakula. Ông là một cư sĩ. Ông lớn tuổi, ông hay tới gặp Đức Phật. Đức Phật dạy cho ông. Ngài dạy rằng cho dù thân có bệnh, không nhất thiết tâm phải bệnh theo. Do đó, chúng ta phải nỗ lực càng nhiều càng tốt. Tránh đừng để tâm phải đau khổ cùng với thân. Đó là cái mấu chốt của cái chương này. Và cũng là một cái điều chúng ta nên tu tập.
nếu mình tập được như vậy rồi thì mình thấy mình an tâm lắm trước những cái thay đổi cuộc đời, cũng như những cái thay đổi của bản thân mình không có khổ nhiều nữa. Có thể là mình chưa hoàn toàn thành công, nhưng mà ít ra mình hiểu, mình biết con đường phải tu tập, và mình nó giảm bớt cái đau của mình, giảm bớt cái khổ của mình. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi nhiều khi cũng đau lắm, rồi bực bội, nhưng mà không có bực bội lâu. Khi mình mất chánh niệm, mất niệm, mình bực lên, mình tức lên, mình lo sợ chút rồi cái mình sực nhớ lại, cái mình cười, cái mình buông nó ra, mình nó phải chấp nhận thôi. Bây giờ cái tuổi này thì nó phải đau chứ không có thể nào mà tránh được cơn đau ra. Mình trở về cái thực tế nhanh hơn, chứ không có chạy theo, không có bị hành hạ khó chịu cả ngày, không có cái chuyện đó. Điều này cung cấp một ứng dụng thực tế của quan điểm chữa bệnh qua chánh kiến, sẽ được thảo luận trong chương cuối của cuốn sách và đồng thời là điểm căn bản cho những gì được trình bày các chương tiếp theo. Thân bệnh nhưng mà tâm không có bệnh, thân đau mà tâm không có đau. Ngoài việc chăm sóc cơ thể với sự trợ giúp của các hình thức chăm sóc y tế hiện đại hoặc truyền thống, có một phạm vi đáng kể để quân tập tâm ý để nó cũng không bị bệnh. Việc quân tập như thế không chỉ giúp giảm bớt bất kỳ đau khổ về tinh thần, còn tạo ra một cơ hội đáng kể để hỗ trợ việc phục hồi thể chất. Tức là mình nếu mình tập được như vậy, nó có cái nhiều lợi ích. Không phải là mình chỉ là mình để là mình giúp cho mình không, cái tâm của mình nó không bị khó chịu khổ sở thôi. Nhưng mà đôi khi cái tâm mình bình an, rồi mình cũng có thể giúp cho cái thân nó mau bình phục. Cái điều này thì chúng tôi tự nhiên nhớ đến ngài Ajahn Brahm. Ngài lúc nào cũng cười, cũng bình yên cười hết. Ngài bằng tuổi mình, nhưng mà ngài khỏe mạnh lắm. Ngài ít có bệnh, mà các vị sư ở trong chùa cũng hay nói với chúng tôi, các vị sư cũng rất ngạc nhiên. Thấy là nói ngài Brahm hầu như là ngài không có bị bệnh, hoặc nếu có thì thỉnh thoảng thôi, chứ không có bị thường xuyên. Ngài Brahm hay cũng có lần ngài cũng nói đó là cái phương thuốc của ngài. Phương thuốc là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, đau cũng cười. Dĩ nhiên là vui cười, mà đau cũng cười. Những cái chuyện gì xảy ra bất như ý ngài cũng cười. Thành thử ra cổ dân cũng có nói là cười là liệu thuốc bổ, là ngay chỗ đó. Khi cái tâm mình nó an vui, đôi khi nó giúp cái thân mình nó có thể chống chọi được những cái bệnh hoạn, nó tăng cái sức đề kháng của cái cơ thể. Và cái điều đó thì ai cũng công nhận, ngay các bác sĩ bây giờ cũng công nhận. Làm sao giữ cho cái tâm được an vui? Thì cái tâm mình an vui thì lúc nào có cái cơ hội là nó giúp cái thân mình nó khỏe luôn luôn. Đó là cái chúng tôi hay nói đùa, đó là cái thuốc của ngài Ajahn Brahm, thuốc AB. A tức là Ajahn, B tức là Brahm, thuốc AB, vitamin AB. Khó lắm nhưng mà mình thấy làm được. Bởi vì chúng tôi gần gũi ngài, tôi biết ngài không có thấy, không có thấy lúc buồn, lúc nào ngài cũng cười. Mà bất cứ chuyện gì, có những cái chuyện xảy ra bất như ý, ngài cũng tìm được những cái khía cạnh hài hước của câu chuyện đó, của cái vấn đề đó, để mà cười để cho nó vui rồi giải quyết. Các bài kinh trích dẫn trong chương này là trong tạp A Hàm Sanyutta Agama SA 107, tức là bài kinh số 107 của tạp A Hàm, với các bài kinh tương ứng trong tương ưng bộ Sanyutta Nikaya SN22.1, tức là chương 22, phẩm 22 của bài kinh đầu tiên, và trong tăng nhất A Hàm, cái này của Hán Tạng, Ekottara Agama IA 13.4, trong chương, trong cái phần phẩm 13 và bài kinh số 4. Ba bài kinh đều ghi rằng sau khi Đức Phật tuyên bố ngắn gọn rằng chúng ta đừng để tâm bệnh theo với thân, vị đại đệ tử của ngài là trưởng lão Sariputta đã giải thích thêm với nhiều chi tiết về tuyên bố này. Tức là ba cái bài kinh này thật sự ra có nội dung tương với nhau. Là có một lần đó ông Nakula, ông đến thăm Đức Phật, rồi ông mới than, ông nói bây giờ ông già, ông bệnh đủ thứ. Nhiều khi ông nói cái chúng tôi đọc, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi. Mình bây giờ cũng vậy thôi. Mình bây giờ đủ thứ chuyện, đủ thứ bệnh trong người hết. Đau đớn, nó lúc nào nó cũng đau chỗ này, đau chỗ kia. Thì ông Nakula mới hỏi Đức Phật làm sao, làm sao đối phó. Thì Đức Phật mới giao phó lại cho ngài, chỉ định ngài Sariputta giảng cho ông nghe. Thì ba cái bài kinh này, như chúng tôi nói, có hai cách giảng, cách trong tương ưng bộ thì nói về
năm cái thủ quẩn nó đừng cho nó thấy mình, đừng làm sao mà thấy nó không có cái tôi, cái ta trong đó, cái của tôi, của ta trong đó. Sắc thọ tưởng hình thức nó không phải là tôi, không phải là ta trong đó. Hình thức khi nó thay đổi mình quá khổ. Rồi cái cách thứ hai á, trong cái bài kinh A Hàm thì nói rằng khi mình thấy như vậy rồi, mình đừng có, mình phải thấy rõ được cái nguyên nhân, cái nhân nó ở đâu mà có cái tẩy, và cái sự sinh diệt của nó, cái diệt tận nó như thế nào, cái cách thức diệt tận thế nào, và phải đề phòng hại về cái vị ngọt. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình không có bám chấp vào trong đó, không có bám chấp vào sắc thọ tưởng hành thức. Đó cũng là một cách. Đó là hai cái nhìn chúng tôi, hai cái hướng khác nhau để mình xem cái thân kiến của mình, cái kiến giải về cái thân của mình, sắc thọ tưởng hành thức như thế nào. Khi mình thấy rõ như vậy rồi thì mình không có còn đau khổ nữa, không có sợ nữa. Trong những bài kinh nguyên thủy khác, ngài Sariputta được xem như có vai trò giữ cho bánh xe pháp tiếp tục chuyển động sau khi được Đức Phật cho lăn bánh đầu tiên. Ý tưởng về việc lăn bánh xe liên quan đến giáo lý đầu tiên của Đức Phật về bốn sự thật cao quý đã được đề cập trong chương trước. Trong ví dụ hiện tại, cung cấp một minh họa phù hợp với vai trò của ngài Sariputta trong việc giữ cho bánh xe pháp của Đức Phật tiếp tục chuyển lăn. Bởi vì ngài khéo léo giảng rộng những gì Đức Phật đã dạy, ngắn gọn giải thích chi tiết cho những ai bị đau đớn về thể xác. Tức là ý của ngài Analoyo nói ở đây là vai trò của vị ngài trưởng lão Sariputta rất là quan trọng. Ngoài Đức Phật ra, Đức Phật là người đã chuyển pháp luân, là chuyển xe pháp đầu tiên, và ngài Sariputta coi như là tiếp tục cái vai trò đó. Có những lúc, và nhất là về sau này, những Phật lớn tuổi rồi, cái thể xác cũng không còn được khỏe, có đôi khi ngài mệt, ngài mới giao cho ngài Sariputta giảng, thay mặt Đức Phật giảng pháp. Và mình thấy đây là một trong cái ba cái bài kinh mà trong cái chương này là để thấy rõ được cái vai trò của ngài Sariputta, Xá Lợi Phất. Và trong bài kinh này, người nhận được sự chỉ dẫn ngắn gọn của Đức Phật và lời giải thích chi tiết của ngài Sariputta là ông Nakula, một đệ tử cư sĩ lớn tuổi được biết đến trong các bài kinh Pali với tên là Bố Nakula, Nakulapitta. Theo chú giải Pali, ông từng đã là cha của Đức Phật, của ngài Bồ Tát trong nhiều kiếp trước. Trong Tương Ưng Bộ cũng như Tăng Chi Bộ có những cái bài kinh ngắn nói về vợ chồng ông Nakula này, ông lớn tuổi rồi. Nhưng mà Đức Phật thương lắm. Mỗi lần mà Đức Phật đi du hành, đi ngang cái vùng bà ở, thì Đức Phật hay ghé vào thăm. Và ông bà hay tới chào hỏi, sớt bát này kia, hỏi thật lắm. Rồi ngày 8 tháng nói rằng trong những cái 10 vị đại đệ tử, cư sĩ, cũng như là nữ cư sĩ và nam cư sĩ, thì ông bà Nakula là người mà có thân mật với Đức Phật nhất. Tự nhiên. Và chú giải về sau này, chú giải ghi rằng là ông bà đã từng là cha, là mẹ, là bà con họ hàng với ngài Bồ Tát trong nhiều kiếp trước rồi. Thật ra kiếp này rất là Đức Phật thương và thân mật với Đức Phật, có gì cũng tâm tình. Và ông bà có đưa ra những cái câu hỏi rất là đơn giản, chẳng hạn như là bà hỏi làm sao mà chúng con, hai đứa chúng con sống cái đời này không có gây lộn với nhau, thương yêu lắm, là làm sao những kiếp sau vẫn gặp nhau nữa, vẫn sống thương yêu này nữa. Bà hỏi cái rất là, mình thấy đặt cái câu hỏi vậy mình thấy rất hay, gần gũi với cái tâm lý người thường. Người ta không có cần phải giải thoát giác ngộ thành Phật A La Hán gì hết, nếu mà sống trong gia đình yêu thương đầm thắm với nhau thì người ta cũng muốn rằng những cái kiếp sau cũng vậy thôi. Đây nè, Đức Phật mới trả lời là nếu mà được vậy thì hai vợ chồng phải là đồng tính đồng thí, tức là phải đồng giới, tức là phải có đồng niềm tin giống như nhau, phải có cái sự rộng rãi bố thí giống như nhau. Ông mà bủn xỉn không có chịu bố thí, bà thì cái gì cũng bố thí, tự nhiên gây lộn, hoặc là ngược lại. Và có đạo đồng tính, tức là phải sự tin tưởng như nhau, ông bà đều tin tưởng vào giáo pháp đó. Chứ ông mà tin mà bà không tin thì cũng không được, mà bà tin ông không tin cũng gây lộn với nhau. Mình thấy rõ ràng đồng giới có cái như nhau, và đồng trí tức là có sự hiểu biết như nhau, tương đồng, được bốn cái tương đồng đó, đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng trí, thì kiếp này sống chung với nhau hòa hợp, và các kiếp sau nếu chưa thành tựu
thì vẫn có thể gặp nhau và sống hòa hợp chung với nhau được. Đức Phật giảng rất thực tế mà thấy rõ ràng như vậy. Rồi có những cái bài kinh khác là khi mà bà đau bệnh ông tới thì bà cũng khuyên ông đừng có lo, đừng có lo buồn, cứ thì an nhiên. Khi mà bà có đi rồi thì ông cứ an nhiên như vậy, chứ đừng có lo lắng gì cho bà hết. Nên mình thấy những cái điều đó rất là thực tế. Còn ở trong cái bài kinh này thì ông tới gặp Đức Phật, ông hỏi là bây giờ cái thân thể của ông đau đớn bệnh hoạn già rồi, bây giờ làm sao để mà cái tâm nó vẫn an vui, thì Đức Phật mới giao lại cho ngài Sa Lợi Phất giảng cho bài kinh. Mình thấy rất là thực tế. Và theo chú dạy, ông bà mặc dù không hành gì hết, là người bình dân, nhưng mà đã đắc được quả vị lưu mà trong khi còn tại thiền. Đơn giản có cái niềm tin, thấy rõ cái thân kiến của mình và không dính mắc vào những cái lễ nghi hình thức này kia, tức là không còn thân kiến, không có giới cấm thủ và không còn nghi ngờ, có là niềm tin tuyệt đối nơi Phật Pháp Tăng và nơi cái luật nhân quả. Do đó mình thấy ra chúng tôi rất thích những cái bài kinh để trong tương lai chúng tôi sẽ tìm ra, không biết tìm được khoảng 5-6 bài kinh trong tương ứng và tăng chỉ có liên quan đến ông bà Nakula. Trong tương lai sẽ trích ra thành ra một cái bài nói chuyện riêng biệt về những cái bài kinh. Bây giờ các anh chị có còn rõ được chưa ha? Bây giờ chúng tôi xin đọc cái bài kinh đầu tiên, cái bài kinh tích trong tương ứng bộ, bài kinh trong lấy trong tương ứng 22.1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bát Giá tại vườn Nai trong khu rừng Besakala ngoại thành Susumarakiya. Rồi gia chủ Nakulapita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Nakula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã gần hết tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Đọc cái câu này cái mình thấy rất là thấm thía. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cao niên rồi, cũng chắc cũng gần hết tuổi thọ rồi, mà cái thân thì lúc nào cũng ốm đau bệnh hoạn. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỳ khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ bảo cho con, nhờ vậy con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bây giờ ông tới ông xin thấy Đức Phật giảng cho ông, giảng làm sao mà ông già, ông luôn luôn ốm đau mà cũng gần chết, ông biết cái tuổi thọ của ông. Thì Đức Phật trả lời: Thật sự là vậy này gia chủ, thật sự là vậy này gia chủ. Thân của gia chủ là bệnh hoạn, ốm đau, yếu ớt. Ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh dù chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Đức Phật nói rất là rõ ràng, ai có thân mà không bị bệnh đây là mà cho rằng là không bao giờ bệnh dù một giây phút thì là đúng là người ngu, không thấy rõ vấn đề. Do vậy gia chủ cần phải học tập như sau: dù cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy gia chủ cần phải học tập. Thật ra vì vậy mà mình phải biết cái thân mình lúc nào nó cũng có bệnh, nhưng mà mình làm sao mình tập làm sao cho cái tâm mình không có bị bệnh. Thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải tới đạo Phật rồi và cái thân không có bệnh. Nhiều khi mình thấy cái chỗ đó là mình nói sai, mà nói ồ cái anh nó sao mà tu hay quá, bây giờ không thấy bệnh gì hết, không biết tu cách nào. Không có đâu, ông ta cũng bệnh, cái ông đó ông cũng bệnh đủ thứ, nhưng mà cái tâm, cái phản ứng của ông cũng nhẹ nhàng, ông chịu, ông bình thản, ông chịu đựng, ông không có cau có, không có khổ sở, ông vui tươi thôi. Nhưng mà trong người ông lúc nào cũng bệnh chứ không phải là không. Mình nếu mình gần gũi cái bậc chư tăng, các vị, chúng tôi có dịp gần gũi, mình biết các ngài cũng bệnh đau đớn đủ thứ trong người hết, nhưng mà các ngài, cái tâm các ngài bình thản, các ngài chấp nhận. Cái điều đó là cái điều mình cần phải học tập, chứ không phải là tu theo các ngài rồi mình không có bệnh, không có đau. Vẫn cái thân thể nó vẫn đau, nên nhớ như vậy, vẫn yếu đi, không có khỏe hoài được, không có ai khỏe hoài được. Chuyện đó là chuyện không có, chuyện phi lý. Nhưng mà cái tâm của mình có vững mạnh hay không, cái đó là cái sự khác biệt.
Rồi gia chủ Nakulapita sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với gia chủ Nakula đang ngồi một bên như sau: Này gia chủ, tịnh là các căn của gia chủ, thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đến gặp Thế Tôn được nghe pháp thoại? Thì đó là cái câu của nói ở trong kinh cái kiểu ngày xưa thôi. Chứ thật sự mình đã hiểu là thấy bây giờ bữa nay thấy gia chủ mặt mày tươi sáng vui vẻ thì chắc là có lẽ là chắc gia chủ mới vừa đi gặp Đức Phật rồi phải không? Tức là gặp xong Đức Phật là thấy hoan hỷ rồi, bây giờ mới gặp Ngài thì cái khuôn mặt nó cũng còn trong sáng, đại khái như vậy. Làm sao không thể được như vậy thưa Tôn giả? Hôm nay thưa Tôn giả, con được rưới với nữ nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Như thế nào này gia chủ? Gia chủ được rưới với Đức Bất Tử, được nhờ Thế Tôn giảng cho bài pháp thoại. Ông mới kể lại tại sao ông vui như vậy. Ông nói ông vui là ông kể Đức Phật giảng cho một bài ngắn gọn thôi. Ở đây thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn, sau khi đến Thế Tôn đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các tỳ khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ bảo cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Tức là ổng lặp lại thôi. Cái kiểu này là cái kiểu lặp lại. Lặp lại cái câu chuyện mà chúng ta nghe lúc trước. Và ổng kể như vậy thì Đức Phật mới nói rằng là làm sao cái quan trọng, cái chấu mốt là làm sao thân bệnh mà tâm không có bệnh theo. Đó, bây giờ đó, ông mới tới, ông gặp ông Sariputta, ông mới hỏi Sariputta là phải hỏi thêm là thân thế nào mà thân bệnh nhưng mà tâm bệnh. Nhờ cho Sariputta giải thích cái lời nói này của Đức Phật. Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Đức Phật cái khuyên là ông làm sao ông tu để cho cái thân ông bệnh nhưng mà cái tâm ông không có bệnh, tức là thân đau và tâm không đau là theo. Chứ không có nói giảng làm sao để được như vậy. Ngắn gọn. Thành ra bây giờ ông mới tới gặp Sariputta, ngài Sariputta để ông giảng. Như vậy thì ngài Sariputta mới giảng như thế này. Thế nào này gia chủ là thân bệnh và tâm cũng bệnh. Ở đây này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, vô văn phàm phu tức là các người vẫn còn học tập, chưa có nhập dòng thánh được, như là bản thân phàm nhân chúng ta thì gọi là vô văn phàm phu. Không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục các pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân. Người ấy quán sắc như là tự ngã, hay là tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vậy ấy sống với ám ảnh sắc là ta, sắc là của ta. Trong khi sống như vậy, sắc biến hoại đổi khác, do sắc biến hoại đổi khác nên vị ấy khởi lên sầu bi khổ ưu não. Tức là bây giờ ngài mới nói về năm một, từ tuần tự năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thì ngài nói sắc trước, tức là một cái người phàm phu như mình không có nghe nhiều, không có học tập được nhiều, không có thuần thục về những cái pháp mà được học tập của các bậc thánh, không thấy rõ được, vẫn là những người còn vô minh như mình. Thì mình cho rằng sắc là tự ngã, là cái ngã của mình trong đó. Hay là cái tự ngã là có sắc ở trong đó. Hoặc là sắc nằm là tự ngã, hay là tự ngã là sắc, hoặc là sắc nằm ở trong tự ngã, hay tự ngã nằm ở trong sắc. Tức là mình đồng quá cái sắc với tự ngã chứ không có gì. Đó là cái câu đó của ngày xưa. Rồi mình sống lúc nào cũng nghĩ là cái thân xác này là của mình. Thân xác này là mình, thân xác là ta, là của ta. Và khi mình cho như vậy rồi, khi cái thân xác nó thay đổi rồi thì mình bắt đầu mình sầu, bi, khổ, u, não, đủ thứ. Và cái điều đó cũng tương tự cho bốn cái phần tử kia, tức là tương tự cho cảm thọ, cho cái sắc thọ, rồi cái tưởng của mình, cái suy tưởng của mình cũng vậy. Cho nó là mình. Ai đụng tới cái mình nổi sân, ai chê bai cái mình nổi sân. Ý kiến là của mình. Cho nó là như vậy. Mình học được điều đó là mình tự đắc. Cái điều học là của mình. Đồng quá vào trong đó. Rồi mình có những phản ứng, những cái hành, rồi cái suy tưởng, cái cuối cùng của mình, cái nhận xét tập trung lại là cái thức, cũng cho nó là của mình đó. Cái thức, cái tâm của mình nó là của tôi, thay đổi là cái mình biến hoại đổi khác là mình khổ.
Thì như vậy thì khi cái thân nó bệnh thì cái tâm nó cũng bệnh theo. Bây giờ ngài nói rằng thế nào là này giáo chủ, thế nào là thân bệnh nhưng tâm bệnh. Ở đây này giáo chủ đi ba đa văn thánh đệ tử hiểu rõ các bậc thánh, thuần thục pháp của các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thục pháp của các bậc chân nhân, tu tập pháp của các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc trong tự ngã, hay tự ngã trong sắc. Vì ấy sống không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Trong khi sống như vậy, sắc biến hoại đổi khác. Khi sắc biến hoại đổi khác, vì ấy không khởi lên đầu sầu bi khổ ưu nào. Cái đó là điều ngược lại. Một cái vị mà đa văn thánh đệ tử, tức là một vị đã thành công rồi, nhập được dòng thánh rồi, không còn thân kiến nữa, thì nó mà thấy rõ như vậy. Sắc, thọ, tưởng, hành thức đều không phải là ta, không phải là của ta, không bị ám ảnh bởi cái đó. Vì vậy khi mà cái sắc, thọ, tưởng, hành thức thay đổi, vì ấy nghĩ như nó thay đổi mình không kiểm soát được, nhưng mà lúc đó mình không có sầu khổ nữa, mình cứ an nhiên mình nhìn như vậy thôi. Nên đó là như vậy, là khi đó thì mình thân bệnh nhưng mà cái tâm mình bệnh. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy, gia chủ Nakula Putta hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Sariputta thuyết. Thì đó là cái bài kinh lấy trong bản Nikaya của Pali. Thì trong cái bài kinh tương đương, cái bài trên trong Tạp A Hàm thì cũng nói như vậy. Cũng nói cái câu chuyện là ông Nakula, bây giờ âm là Nakula, rồi vườn nay đây là Lộc Giả, và phiên âm đó là cái vùng núi Thiết Thủ Bà La ở thuộc nước Bà Kỳ. Rồi, bây giờ ông cũng tới gặp Đức Phật, rồi Đức Phật cũng nói rằng phải gặp Nakula để mà giảng về, phải gặp Sariputta tức là Sai Lợi Phất để mà giảng chi tiết. Thì ngài giảng chi tiết như thế nào, chúng tôi chỉ đọc cái phần đó thôi. Ngài Sai Lợi Phất mới giảng cho ông gia chủ Nakula như sau. Gia chủ này, ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Kẻ phàm phu ngu si, không học, không biết như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, sự tai hại của sắc, vị ngọt của sắc, sự xuất ly sắc. Vì không biết như vậy nên ái lạc sắc, nói sắc là ngã sở, rồi chấp thủ, nhiếp thủ. Khi sắc này hoặc bị hư hại, hoặc bị biến đổi, tâm cũng tùy theo mà biến chuyển, khổ não liền sinh. Khi khổ não đã sinh thì phát sinh sợ hãi, chướng ngại, tiếc nuối, lo nghĩ, buồn khổ, tham luyến. Đối với thọ tưởng hành thức cũng như thế, đó gọi là bệnh khổ của thân và tâm. Mình thấy trong cái bài kinh của A Hàm thì lại giảng một cách khác. Cũng là ông Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Sariputta giảng trong Nakula, nhưng mà Ngài cũng giảng về sắc thọ tưởng hành thức, tức là không phải là ngã, không phải là ngã sở. Nhưng mà ở đây lại nhấn mạnh một cái phương diện khác, tức là cái người phàm phu như chúng ta đó, bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Tức là mình chưa biết như thật, chưa thấy rõ ràng biết rõ như thật là sự cái tập khởi ở đâu mà có cái sắc, rồi làm sao cho cái sắc diệt tận, và cái tai hại khi mình chấp thủ và dính mắc vào cái sắc, cái vị ngọt nó quyến rũ mình như thế nào, và cái cách nào mà mình xuất ly khỏi sắc. Thì mình không biết được như vậy rồi đó, thì mình lúc nào mình cũng chạy theo sắc, mình cho rằng cái sắc đây là cái thân của mình, nó là ngã, là của tôi, là tôi là của tôi, rồi mình chấp thủ, mình nhiếp thủ, mình dính mắc vào trong đó. Khi mà cái thân này hoặc là cái sắc này bị hư hại, biến đổi, thì cái tâm mình nó khổ não, mình chạy theo, mình khổ thôi. Đó, cái nhìn cái chỗ đó rất là mình không có thấy rõ được cái bản chất của cái thân hay bản chất của cái sắc như thế nào. Và cái điều đó cũng tương tự cho thọ tưởng hành thức. Và ngược lại, cái vị đa văn thánh đệ tử, các ngài biết rõ được cái tập khởi của sắc, về diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về xuất ly của nó, biết rồi thì các ngài không có sinh ra cái ái đập vào trong đó là ngã sở, là tôi, là của tôi trong đó. Tương tự như vậy có thọ tưởng hành thức, nhờ như vậy mà quý vị, các ngài không có khổ. Nhưng mà có một cái bản kinh này thì nói một điều khác biệt, là sau khi mà nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp này, gia chủ Nakula đạt được bắt pháp trong sạch. Lúc bấy giờ gia chủ Nakula nhập pháp, vượt qua sự hồ nghi mà không do ai khác. Trong chánh pháp đang sở quý, tức là trong cái bài kinh này, theo cái tạng A Hàm thì nói rằng sau khi nghe Ngài Xá Lợi Phất giảng như vậy rồi, thì ông Nakula mở pháp nhãn, tức là ông đã đắc cái quả dự lưu.
có cái chỗ đó chỗ khác đi. Rồi ngài đứng dậy chắp tay bạch Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất như sau: con đã vượt qua, con đã được độ thoát, nay con xin nương về Tam Bảo Phật Pháp Tăng làm người ưu bà tắc, xin ngài chứng biết cho con. Nay con xin nguyện suốt đời đương về Tam Bảo. Thì suốt đó thì ông ấy phát nguyện theo đương tựa Tam Bảo. Thì đó là cái phần khác biệt, nói kết quả sau khi ông Nakula nghe xong thì ông đắc, thì ông mở pháp giảng đắc quả dự lưu. Còn trong cái tạp, trong kinh tương ưng của kinh điển Pali thì chỉ nói là ông nghe xong hoàn hỷ đi về thôi, và ông đắc pháp là trong cái dịp khác. Bây giờ trong cái bài Tăng Nhất A Hàm cũng nói cái câu chuyện này, cũng nói cái chuyện ông Nakula, ông tức là đến gặp Đức Phật, rồi Đức Phật mới hỏi Đức Phật về làm sao để mà sống được, là dầu mặc dầu có bệnh tật nhưng mà vẫn được sống an ổn lâu dài. Thì ra rồi Đức Phật cũng giảng là nên đi theo kia đến gặp ngài Xá Lợi Phất để nhờ ngài Xá Lợi Phất giảng cho nghe như thế nào. Thì ông cũng đến rồi ở đây là ngài giả là ngài Xá Lợi Phất giảng như thế này: này trưởng giả, người phàm phu không gặp thánh nhân, tức là vô văn phàm phu đó, không lãnh thọ giáo pháp, không theo lời giáo huấn, cũng không gặp thiện trí thức, không theo hầu thiện trí thức, nên chúng chấp sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc kia sắc ta hội hợp một chỗ, sắc kia sắc ta hội hợp một chỗ, rồi sắc bị bại hoại, dời chuyển không dừng, do đó sinh ra là sầu lo khổ não, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức cũng tương tự như vậy. Thì cái này nói ngắn gọn hơn, tức là nói một cái người vô văn phàm phu á, thì chấp sắc là ngã, hoặc là sắc là của ngã, hoặc là sắc là tôi, sắc là của tôi, sắc ngã là của sắc, sắc là của ngã, sắc có ngã, trong ngã có sắc. Tức là mình nói cái ngắn gọn hơn ở đây, tức là một trong năm cái thủ quẩn đó là tôi, là có tôi ở trong đó, là đồng hóa với tôi trong đó. Là khi mà cái tôi đó nó thay đổi thì từ đó sanh khởi là sầu lo khổ não. Chỉ đơn giản như vậy, cái ý gần giống nhau nhưng mà cái cách nói ở đây thì ngắn gọn thôi. Và sau khi mà ngài Xá Lợi Phất giảng như vậy thì cái bài kinh này ông Nakula nghe xong hoan hỷ phụng hành là đi về thôi, chứ không có đắc cái quả, không có nói về đắc quả gì luôn. Thì đó là cái sự khác biệt. Mình thấy trong ba bài kinh, một bài thì ở trong tương ưng bộ của tạng Pali, hai bài, một bài ở trong tạng A Hàm, một bài ở tạp A Hàm, một bài ở tăng nhất A Hàm, đều nói đến đồng nhất cái chuyện là ông Nakula tới gặp Đức Phật hỏi về làm sao để không có bị đau khổ khi mà bị bệnh già bệnh, thì Đức Phật mới giảng là đừng có chấp ngã trong đó. Rồi sau đó thì ngài ông Nakula mới đến gặp ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thêm, ngài Xá Lợi Phất mới giảng cho ông. Thì đó là ba bài kinh đều giống như nhau, và cái cách giảng của ngài Xá Lợi Phất thì mỗi bài kinh hơi khác nhau một chút thôi, mà tự trung lại thì mình hiểu, tức là mình phải làm sao, mình phải tu tập làm sao để thấy được sắc thọ tử hành thức nó thành phần cấu tạo nên cái gọi là con người của mình, không phải là ta, không phải là của ta, không có cái tôi cái ta ở trong đó, không có bám chấp vào trong đó. Thì như chúng tôi trình bày đó là nó liên hệ đến cái thân kiến, cái kiến nhìn, cái nhìn về cái thân này, cái sự hiện diện của cái tôi cái ta này. Khi mà mình nhìn được như vậy, mình phá bỡ không có chấp dính vào đó, để có những cắt bỏ được sợi dây thân kiến, một trong ba sợi dây trói buộc con người trong cái sinh tử luân hồi. Và khi mình cắt bỏ như vậy rồi thì mình sẽ tiến tới cắt hai sợi dây còn lại, tức là giới lễ nghi thủ, giới cấm thủ, không có dính mắc vào trong những cái lễ nghi, cho rằng những cái lễ nghi hình thức đó là nó giúp cho mình giải thoát thoát khỏi sinh tử luân hồi đắc đạo này, không dính mắc vào những cái hình thức lễ nghi đó. Và đồng thời mình tăng cái niềm tin của mình, mình có cái lòng tin bất thối chuyển nơi Phật Pháp Tăng và tin ở nhân quả, mình thấy rõ sự sinh diệt. Khi mình thấy được như vậy, mình tin như vậy, có lòng tin bất thối chuyển và cắt bỏ được cái sợi dây thân kiến và giới lễ nghi thủ, thì coi như một vị đó đã nhập được cái dòng thánh, đắc cái quả đầu tiên.
ra cái nhìn của chúng ta là chỉ có bậc thánh mới là cái tâm nó bình an được. Khi đau mà cái tâm không có đạo theo đó cái lý tưởng, bởi vì cắt được cái thân kiến rồi. Còn mình thì mình còn tập thôi, con đường còn dài, nhưng mà mình biết mình phải đi tới đó. Và đó cũng là một cái điều mà mình cố gắng thấy được cái cấu tạo của mình là qua sắc thọ tưởng hành, coi nó vận chuyển như thế nào, mà mình phải thành thật và xét và xem cái phản ứng của mình như thế nào khi bị bệnh, khi bị già, cái thân thể thay đổi, rồi mình có chấp nhận hay không. Ngay cả bây giờ không nói về cái thân mà cái nói về cái tâm, cái trí nhớ của chúng tôi bây giờ cũng yếu rồi. Mấy ngày hôm nay mà thấy bây giờ càng ngày mình càng dễ quên, có những cái điều mà chẳng hạn như cái loạt bài về cái cuốn sách này xuống, cuốn sách về đối diện với bệnh tật và cái chết, là mình tôi dịch ra và soạn ra từ năm ngoái rồi, khoảng 12, 13 tháng trước. Bây giờ đọc lại thấy mới những điều mà mình không, mình phải suy tận, mình phải động não rồi mình mới nhớ lại được. Rồi mình thấy rõ ràng như vậy, không phải nói về cái thân thôi mà cái trí nhớ của mình, tức là cái tưởng của mình bây giờ nó cũng yếu, thay đổi nhiều lắm rồi. Bước đầu thì mình cảm thấy vậy, mình thấy hơi buồn phiền. Tại sao bây giờ lại quên, dễ quên như thế này. Nhưng sau đó là mình nghĩ lại, mình thấy, nó là như vậy, già không thể nhớ được hết. Rồi bây giờ cái điều cần làm sao mình cố gắng sống từng ngày, cố gắng cái tâm mình đối diện với từng ngày. Chứ còn mà nhớ lại từng điểm mà đọc lên văn vách như là đứa trẻ mà tụng bản cửu chương thì không có làm được. Cũng như bây giờ xưa học về vi diệu pháp biết được mấy cái tâm sở, tâm 52, cái tâm sở rồi là 120 mấy loại tâm, mình kể ra văn vách bây giờ không có kể được. Mà phải chấp nhận như vậy đó. Cái chuyện đó là phải chấp nhận, không còn nhớ được nữa. Nếu ai có nói thì mình nghe rồi mình nhắc lại từ từ mình nhớ lại, chứ mà hỏi là không có trả lời được. Bởi vậy mà chúng tôi nói là chúng tôi rất là ngại, không có muốn đứng lên thuyết giảng hay là làm giảng sư hay là pháp sư cái gì hết, bởi vì mình không có nhớ được hết. Càng ngày mình càng quên, mình không nhớ thì khi mình nói bậy nữa. Mình gọi là không đúng. Thành thử ra mình chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ những cái gì mình nhớ được, mình biết được, có thể là ngày mai lại quên nữa rồi. Cũng không có đơn giản, nhưng mà mình chia sẻ một cách thành thực những cái gì mà mình trải qua và mình hiểu. Thì đó là cái phần mà chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Các anh chị có thể đọc trong cái trang này có một số những cái ghi chú khác nữa mà chúng ta không có đủ thời giờ để mà trình bày thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Trong cái thời gian mà chúng tôi trình bày trong suốt gần một tiếng rưỡi vừa qua, nếu có những gì sơ sót thì cũng mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị quan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin phép được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc khỏi nạn tai, chúng sẽ được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự thước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính chúc tất cả quý sư Tôn Đức Tăng Ni và quý chị đạo hữu được nhiều an lành trong giáo pháp. Nam mô. Kim chi pusala kamang ka pa pa giri yama.